Chương 101, Sở Diêm Vương. Mà vị bị đánh 200 quân côn sau một thời gian tu luyện càng thêm khắc khổ, thì hận ý đối với Sở Ngự Tọa cũng dần dần không biết, từ khi nào biến mất vô ảnh vô tung, ngược lại còn trở thành cảm kích nữa. Sở Ngự Tọa mặc dù có hung ác một chút, xuống tay tàn nhẫn chút ít, nhưng là đang dẫn chúng ta đi trên con đường sáng a. Trong khoảng thời gian này, hiệu suất xử lý công việc của ba đại đội cũng được đề cao rất nhiều. Hơn 10 vị quan viên đều mang hàm ngũ phẩm trở lên có tên trong manh giấy nhỏ được đưa ra từ trong phòng sở ngự tọa đều nhao nhao lật thuyền bởi tất cả đều được chứng thực là nội gian của đại triệu đế quốc sau khi tin tức này được xác minh thái tử thiết bố thiên vô cùng kinh hãi vội vàng vì đề phòng giết lầm mà đích thân đứng ra tra hỏi cuối cùng cũng xác định chắc chắn nhân chứng vật chứng rõ ràng bằng chứng như núi cho nên cực kỳ tức giận pháp trưởng nơi thiết vân thành lại lần nữa nhuộm máu nhất thời đám quý tộc nơi thiết vân thành ai ai cũng cảm thấy bất an bảng bố cáo gián trên tường Thiết Vân Thành hầu như mỗi một ngày đều có nội dung mới được đưa lên. Từng nội dung mới cũng hầu như là về một vị quan lớn vừa bị buộc tội, hơn nữa còn là những tội nặng kiểu như chém đầu rồi tịch thu tài sản cả. Hơn nữa, những bản án này được sở ngự tọa phán xử cực kỳ rõ ràng, mỗi một tội cũng là bằng chứng như núi, luận tội đanh thép, không để lại bất cứ chút kẽ hở nào khiến kẻ khác có thể hoài nghi cả. Trong lúc nhất thời, tên tuổi Bổ Thiên Các tại Thiết Vân Thành tựa mặt trời ban trưa. Bá tánh bình dân người người đều hoan hô không ngớt, văn võ bá quan thì lại ai nấy đều cảm thấy bất an vô cùng. Mặc dù bây giờ mới chỉ đang tập trung điều tra gian tế, săn lùng kẻ phản bội, nhưng ai biết tới ngày nào thì cái gã ngự tọa trong truyền thuyết kia sẽ, đối với đám tham quan ô lại nhận hối lộ vung lên đau mổ chứ? Đây là chuyện không ai dám nói trước cả. Kẻ làm quan chúng ta, có ai dám vỗ ngực tự xưng mình sạch như chùi đây? Có kẻ nào mà không từng nhúng tay xuống chàm chứ? Chân chính thanh bạch Liêm Minh, con mẹ nó, trên đời còn có cái loại quan này sao hả? Kết quả là, cả đám không ai rủ ai mà bỗng đồng loạt đàng hoàng lại hẳn. Trước tiên cứ biểu hiện cho thật tốt đi thôi, vạn nhất ngự tọa đại nhân xuống tay với mình, thì ít ra cũng còn có thể xin sỏ một câu. Hạ quan đã cải tà quy tránh rồi, từ ngày đó trở đi hạ quan đã không dám làm những chuyện. Xin ngự tọa đại nhân rủ lòng thương. Còn có một điều mọi người không biết là, tất cả vật liệu quý giá, linh dược, kim loại hiếm gì gì đó, mà sau khi xét nhà tịch thu gia sản có được, thì đều bỗng biến mất một cách bí ẩn sau khi được kiểm kê, không một ai hay biết chúng được chuyển đi đâu cả. Ba đại đội của Bổ Thiên Các gồm Thiết Huyết, Liệt Huyết và Thiên Cơ cũng lần lượt được đổi tên thành Thiết Huyết Đường, Liệt Huyết Đường cùng với Thiên Cơ Đường. Đây cũng bởi vì dưới sự hấp dẫn của Kim Ngân Tài Bảo cùng quan to Lộc Hậu cho nên, khiến nhân thủ của Bổ Thiên Các mỗi ngày một đông đảo, tựa như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn vậy. Hiện mới qua hơn nửa tháng thì nhân viên thường trực đóng, ở Bổ Thiên Các đã từ 80 người tăng lên tới 130 người nhiều gấp hơn một nửa so với lúc trước. Sở ngự tọa cũng càng ngày càng thần bí. Mới đầu khi ở cùng các bộ hạ cũ của bổ thiên các thì sở ngự tọa còn thỉnh thoảng ra khỏi phòng đi dạo một chút, nhưng mấy hôm sau khi lục tục có người mới gia nhập thì cũng chỉ còn có mình ô thiến thiến, đi ra khỏi phòng để truyền lệnh mà thôi. Đám ma cũ của bổ thiên các đã từng được lệnh rằng bất kỳ kẻ nào cũng không được tiết lộ, dù chỉ một câu về sở ngự tọa mà đám người mới gia nhập thì lại càng không biết tới cả hình dáng của sở ngự tọa ra làm sao nữa bạn đang đọc chuyện được copy tại chẳng qua là từ những lời đồn đãi truyền miệng, cũng có thể lờ mờ biết sơ qua một số chuyện vụn vặt. Tỷ như sở ngự tọa rất trẻ, bên ngoài nhìn rất văn nhược, lại như có vẻ ngài cũng không biết võ công, nhưng tài trí thì không ai bằng, tính toán không bỏ sót bất cứ chi tiết vụn vặt nào cả. Toàn bộ thiên các không ai không phục. Chỉ toàn những tin đồn như vậy mà không có bất kỳ chứng cứ nào để xác minh. Chuyện này lại càng khiến cho vị sở ngự, tọa thần bí kia phủ lên trên mình thêm một tầng thần bí. Nhưng, Mấy thế gia lớn cùng đám quan viên nơi Thiết Vân thành đã từ từ bắt đầu gọi Sở Ngự tọa, là Sở Diêm Vương đấy. Tương truyền vị Sở Diêm Vương này chỉ một bút hạ lệnh, sau đó tự có đám tiểu quỷ thủ hạ đi câu hồn. Chỉ cần bị Sở Diêm Vương hạ bút phê câu hồn lệnh thì liền tuyệt đối trốn không thoát. Trong lúc nhất thời, cả Thiết Vân thành lưu truyền ra một câu nói, Diêm Vương muốn ngươi chết canh ba, ai dám giữ ngươi đến canh năm chứ? Những lời đồn đại này chính là nói về Sở Ngự tọa vậy. Lời này truyền ra, cả những người nghe được đều gật gù đồng ý, ai cũng cảm thấy những lời này đúng là đi quốc trong gan ruột của mình đấy. Sở Diêm Vương, đích xác là Diêm Vương gia a. Hơn nữa như quả là Diêm Vương gia truyền ra câu hồn lệnh, nếu bên cạnh có thầy hay có thuốc tốt thì may ra còn có thể rằng co không chết một hai ngày, nhưng nếu là Sở Diêm Vương hạ lệnh thì một khắc đồng hồ ngươi cũng trốn không nổi rồi. Sở Diêm Vương so với Diêm Vương gia còn ác hơn. Tin đồn lan truyền cực nhanh, mà ngay cả đám người của bổ thiên các vừa nghe được xưng hô này thì dường như, trăm người như một điều bật thốt lên trong lòng rằng, trời ạ, thiên tài nào có thể lấy cái danh hiệu chuẩn xác như vậy chứ? Sở ngự tọa ngày ngày chỉ ở lý trong phòng mình, sau đó thỉnh thoảng truyền ra một tờ câu hồn lệnh, kẻ bị ghi tên trên đó thì căn bản đều là chết chắc rồi. Câu hồn lệnh của Diêm Vương ra chỉ bắt một người, nhưng câu hồn lệnh của sở ngự tọa thì đều là chém đầu cả nhà rồi tịch thu gia sản. Hơn nữa, còn kéo theo dây mơ dễ má nhằng nhịt, cánh cửa kia, Mọi người ngay lúc ban ngày mà nhìn qua thì cũng chợt cảm thấy u ám. Từng có người đánh giá về cửa phòng của Sở Ngự tọa là, bên ngoài một bước còn là nhân gian, tiến thêm một bước đã là nơi u minh địa phủ. Mọi người nghe được đều gật đầu lia lịa khen hay, gian phòng Sở Ngự tọa làm việc tuyệt đối chính là Diêm Vương điện thần bí a. Kết quả là ngay trong nội bộ Bổ Thiên Các, thì khi mọi người đề cập tới Ngự tọa đại nhân, cũng đều lấy tên Diêm Vương ra mà gọi. Mọi người đều cho rằng Sở Ngự tọa tuyệt sẽ không bôi nhọ cái danh hiệu này hơn nữa còn đem cái xưng hô này phát dương quang đại rực rỡ nữa. Ai zzzz, hôm nay có thấy Diêm Vương ra không? Không có, Diêm Vương ra rất ít xuất hiện. Kìa, câu hồn lệnh của Diêm Vương ra lại tới nữa. Sáng sớm đã ra rồi, câu hồn la sát cầm ra, đã sớm giao cho Hắc Vô Thường rồi. Ách, giải thích một chút, Hắc Vô Thường ở. Đây chính là nguyên các chủ đại nhân bổ thiên các, nguyên đại đội trưởng liệt huyết đại đội, đường chủ liệt huyết đường đương nhiệm thành tử ngang đại nhân. Ừm, ngay cả mỹ nữ tuyệt sắc như ô thiến thiến cũng bởi vì đảm nhiệm chân truyền lệnh cho sở diêm vương mà cũng bị gán cho cái biệt danh câu hồn la sát ô thiến thiến luôn luôn dịu dàng thục nữ cho tới bây giờ chưa hề thay đổi tính tình nhưng tin đồn về sở diêm vương thì lại ngày càng khiến người nghe kinh sợ vậy nên câu hồn la sát đi tới chỗ nào thì chỗ đó tất nhiên là nơm nớp lo âu rồi bà mẹ nó xem ra diêm vương ra còn chưa giết đủ nữa diêm vương ra mà có thể giết đủ sao ngươi đùa gì chứ ai zzzz Rốt cuộc diêm vương ra là cái dạng gì a? À? Diêm vương ra a, à? thằng nhãi ngươi có phải hay không muốn kéo ta chết cùng đây hả? Ngậm miệng lại mau cho ông nhờ giới thiệu chút chút đi a. À? Nói tóm lại, người bình thường nếu thấy diêm vương ra thì bị làm cho sợ đến tắt thở tại chỗ còn là nhẹ. Bản thân người nói lời này cũng chưa từng thấy qua hình dáng sở diêm vương, nhưng vẫn nước miếng tung bay mà ba hoa một chặp. Bị làm cho sợ đến tắt thở sao? Còn là nhẹ, nếu là nặng thì như thế nào? Nặng thì bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán tại chỗ, vạn kiếp không được siêu sinh, đó là chuyện xảy ra như cơm bữa. Con mẹ nó, ghê gớm tới vậy sao? Đúng thế, Diêm Vương ra mà. Kết quả là, tin đồn ngày càng lan xa, càng lan xa càng tầm bậy, hung danh Diêm Vương ra càng ngày càng ác liệt. Không tới một tháng, sở Diêm Vương liền chân chính danh chấn thiết vân thành. Đối với mấy cái tin đồn này thì sở Diêm Vương của chúng ta tự nhiên không thể ngồi yên không để ý tới rồi hầu như ngay khi tin đồn về mình ngày một lan xa, ngày một ác liệt thì sở dương cũng ngay lập tức ban lệnh, phái người đi ra ngoài đổ thêm dầu vào lửa, phải nhanh chóng đem tin đồn này tuyên truyền rộng hơn nữa, ác liệt hơn nữa, phải để cho người biết nhiều hơn một chút, tiếng ác ôn càng giữ càng tốt. Sau đó sở diêm vương liền tự làm ra một bộ mặt nạ dữ tợn đáng sợ, rồi bắt đầu xuất đầu lộ diện mấy lần trong bổ thiên cát. Mặt xanh nanh vàng, quỷ khí dày đặc, ngay cả ban ngày nhìn vào, cũng có thể khiến vài kẻ yếu bóng vía sợ đến ướt quần ấy chứ. Dần già, trừ mấy người quen biết, thậm chí ngay cả nhóm nhân viên cũ vốn đã từng thấy qua Sở Dương, cũng bị rối loạn nhận thức, dần già quên mất tướng mạo ban đầu của Sở Diêm Vương, mà chỉ biết về một vị Sở Diêm Vương lãnh khốc, máu lạnh, ham thích giết chóc. Chương 102, quá sạch sẽ, không được. Sở Diêm Vương, hi hi. Sở Dương, ngươi thật là có bản lĩnh. Ô Thiến Thiến che cái miệng nhỏ nhắn, đứng trước mặt Sở Dương mà cười đến run rẩy hết cả người, cứ mỗi lần nghĩ tới cái ngoại hiệu của sở dương là ô thiến thiến lại không nhịn được cười đồng thời sâu trong nội tâm nàng lại mơ hồ xuất hiện một tia cảm giác kính nể cùng với cảm thấy bị thất bại sở dương tuy nhỏ hơn một tuổi so với nàng nhưng lại làm được những việc mà trong mộng nàng cũng không nghĩ ra hắn chỉ với lực lượng của một người hơn nữa lại còn là một người không rõ thân phận lai lịch mà vươn lên trở thành các chủ bổ thiên cát phải biết rằng đây là vị trí mà ô vân lương cha nàng nằm mơ cũng muốn lấy được nhưng lão đã nỗ lực suốt mấy năm qua cũng không có thành công, đằng này Sở Dương làm được tất cả chỉ với không quá nửa tháng. Dĩ nhiên là bối cảnh môn phái sau lưng phụ thân nàng nếu đem so với Sở Dương, một thân một mình là quá khác biệt, Thiết Bổ Thiên tất nhiên sẽ không dám mạo hiểm, nhưng Sở Dương cũng xuất thân từ Thiên Ngoại Lâu. Chẳng lẽ thái tử không sợ Sở Dương là người cài cắm của Thiên Ngoại Lâu? Đối với cha của nàng thì có phòng bị, vì sao đối với Sở Dương lại không có? Những điều này là mối nghi hoặc lớn nhất trong lòng Ô Thiến Thiến hiện tại nhưng nàng dĩ nhiên là không nói ra miệng kể từ khi biết sở dương sau đó nghe người khác không ngừng nói về hắn cho đến khi nàng gặp lại rồi tự bản thân đi mời sở dương hơn nữa còn là lấy lễ tiết quốc khách cho đến lúc này ô thiến thiến mới cảm thấy cuộc đời như mộng như ảo đối với người từng là tiểu sư đệ thật sự bội phục sát đất mặc dù ô thiến thiến có hiểu biết khá sâu về sở dương nhưng sau khi phân tích thì nàng tuyệt không tin tưởng trên đời này còn ai có thể làm được tốt hơn so với sở dương càng về sau, sự tình càng thêm ngoài dự liệu của ô thiến thiến. Sở dương thế nhưng chỉ trong thời gian một buổi tối, từ người mới vừa tiến vào bổ thiên các mà trở thành các chủ, sau đó lại chỉnh đốn bổ thiên các, để cho mọi người bao gồm mấy vị võ tôn cũng cam bái hạ phong. Người khác không biết thực lực sở dương, nhưng ô thiến thiến sao lại không biết. Sở dương hắn, chỉ có tu vi vũ sĩ, vũ sĩ mà lại trở thành lãnh đạo một đội ngũ bao gồm vũ sư, vũ tông, còn có vũ tôn, lại khiến cho không ai không phục, còn trở thành đối tượng được sùng bái. Chuyện như vậy làm cho Ô Thiến Thiến tưởng như đang nằm mộng. Hơn nữa, Sở Dương lại cố ý tạo nên một hình tượng hư hư thực thực, không hề có ý hiển lộ ra thực lực của mình, tạo thành một hình tượng văn nhược thư sinh không biết võ công trong lòng mọi người, nhưng điều khiến nàng kỳ quái hơn chính là, những võ giả này không người nào không phải là hạng người kiệt ngạo bất tuân, thế nhưng lại cho phép một kẻ văn nhược thư sinh vượt lên trên bọn họ, hơn nữa sự sùng bái không những không giảm mà còn tăng lên đối với hắn phục tùng vô điều kiện. Nguồn chuyện, cho đến gần đây, càng kỳ quái hơn là chỉ cần nói ra cái tên sở diêm vương của hắn thì ngay cả tiểu hài tử cũng bị làm cho sợ đến không dám khóc đêm. Ô thiến thiến quả thật là cảm thấy mình như lạc vào mê hồn trận. Ừ, ngươi nên gọi ta là sở ngự tọa. Sở dương nhướng mí mắt nói, hắn cũng chỉ có thể làm mỗi động tác nhướng mắt đó. Bởi vì dù có ở trong phòng thì hắn lúc nào cũng đeo chiếc mặt nạ giữ tợn kia. Làm như vậy không phải là đùa quá, lỗ, mà là hắn có dụng ý khác. Bản thân sở dương bây giờ thực lực không đủ, nên việc tạo cảm giác thần bí với người ngoài là điều bắt buộc phải làm. Phải biết rằng, có đôi khi cảm giác thần bí cùng quyền uy kết hợp, lại sẽ tạo thành một loại lực lượng rất lớn. Thế nhân ai cũng sùng bái thần, nhưng mấy ai đã thấy qua thần. Nếu là thần ngày ngày cùng ngươi gặp mặt, vậy đấy cũng không phải là thần, mà sở dương hiện tại chính là tạo thần. Đem mình tạo thành thần. Hơn nữa sở dương còn cố ý truyền ra lời đồn đãi sở diêm vương không biết võ công mặc dù không biết hiệu quả như thế nào nhưng lời đồn đãi đó lại có một trình độ mê hoặc địch nhân nhất định như vậy nếu gặp phải nguy hiểm khả năng thoát thân an toàn của bản thân hắn sẽ rất lớn sở ngự tọa ta gọi ngươi sở diêm vương không được sao ô thiến thiến ngồi ở phía đối diện với sở dương nghiêng đầu cười tựa hồ đối với bộ dáng dữ tợn của sở dương cảm thấy rất hứng thú trên thực tế trong lòng ô thiến thiến lại cảm nhận được mỗi lần gặp mặt sở dương thì nếu tâm tình của hắn hôm đó tốt như vậy cảm thụ của nàng cũng sẽ thoải mái một chút, cho dù hắn có mang theo cái mặt nạ cổ quái trên mặt, cũng làm cho nàng cảm thấy như được tắm gió xuân. Nhưng nếu hôm đó sở dương tâm tình trầm trọng thì đừng nói là ô thiến thiến, dám cười nói không chút kiên kỵ, cho dù là hô hấp cũng sẽ bất chi bất giác mà khẩn trương hẳn lên. Ô thiến thiến không biết tại sao bản thân lại có một loại cảm giác như vậy. Tùy ngươi, xưng hô như thế nào là chuyện của ngươi. Sở dương cúi đầu, tiếp tục xem hồ sơ trước mặt. Trước mặt hắn là một mỹ nữ tuyệt sắc, hơi thở tựa như lan xạ, nhưng Sở Dương lại hình như hoàn toàn không hề có chút cảm giác, cứ cắm đầu mà cẩn thận nhìn đống tài liệu trước mặt. Điều này làm cho Ô Thiến Thiến có một loại cảm giác, người nam nhân này dù có phải tồn tại trong bất kể môi trường nào, chỉ cần hắn tâm bình khí định liền nhất định có thể thành công hết thảy. Ánh mắt Sở Dương nhanh chóng đảo qua đám tài liệu, sau đó dừng lại ở phía trên một quyển, không hề chớp động. Đây là biểu hiện thường thấy sau khi Sở Dương xem xong tư liệu của một quan viên và bắt đầu suy tư chỗ sơ hở trong đó mỗi lần làm loại công việc này hắn luôn suy nghĩ trong thời gian rất lâu đám gian tế thông thường không mất quá nhiều công phu ẩn tàng như vậy thiết vân quốc nhiều người như thế vậy mà không phát hiện ra một ai là gian tế từ đó có thể thấy được bọn chúng che giấu rất sâu mà sở dương lại muốn từ chỗ vô số người không tìm ra sơ hở tìm được manh mối sau đó mới hạ thủ việc đó nói thì đơn giản nhưng mà làm cũng khó như lên trời Ô Thiến Thiến yên lặng ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn Sở Dương đang suy tư. Nàng là một thiếu nữ thông minh nên biết lúc nào có thể bông đùa giúp cho Sở Dương, thư giãn một tí, lúc nào không thể quấy rầy để hắn cần an tĩnh. Nàng mặc dù kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng chỉ bằng trực giác của nữ nhân vẫn làm được điều này rất hoàn mỹ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Sở Dương cho phép nàng ở trong phòng với hắn. Ngay cả khi hắn không có tâm tư hưởng thụ, nhưng đạo lý nam nữ phối hợp làm việc vẫn là chuyện thông dụng ở tất cả mọi nơi trước mặt là một đại mỹ nữ sắc nước hương trời, quả thật là có chút hiệu quả khích lệ nhất định. Không người nào nguyện ý mất thể diện trước mặt mỹ nữ, sở dương cũng giống vậy. Đường, tâm thánh, năm nay 37 tuổi, trung thư thị lang, phủ doãn thiết vân thành, làm quan thanh tránh liêm minh, 19 tuổi làm quan, vững bước lên chức, từng đảm nhiệm. Trong thời gian nhậm chức, đánh giá về hắn vô cùng tốt. Ngô La Chí, năm nay 38 tuổi, lễ bộ thị lang. Hơi có tham ô, làm quan coi như cần củ, tiền khởi thư, năm nay 37 tuổi, binh bộ thị lang. Nghị lực hơn người, khi là tướng quân từng xuất lĩnh quân sĩ dưới trướng cướp bóc đại triệu vài lần. Chu trí quân, làm quan thanh liêm nhưng, nhìn xong tư liệu quan viên, sở dương trầm tư một hồi, rồi lại lấy một sấp tư liệu quan viên khác. Một lúc lâu, hắn đem mười mấy phần tài liệu thu lại, cảm thấy mấy người này tựa hồ đều không có vấn đề. Muốn để qua một bên, rồi lại mơ hồ cảm giác mình đã bỏ sót một chỗ nào đó, sau lại nhìn kỹ một lần mà vẫn không có phát hiện. Sở Dương đưa tay chống cằm suy nghĩ thật sâu, rồi lại mờ mịt không có đầu mối, liền không khỏi thở dài một tiếng. "Sở Dương, ngươi điều tra từng người từng người quan viên như vậy, có thể tra ra mấy người? Chẳng lẽ quan viên trong thiên hạ trong mắt ngươi không có một người nào tốt cả sao?" Ô Thiến Thiến đã chứng kiến Sở Dương kiểm tra qua những tài liệu này, thấy Sở Dương dường như lại muốn kiểm tra một lần nữa, bèn không nhịn được mà hỏi. Sở Dương vừa nghe những lời này, chân mày chợt nhíu lại hắn nhìn chằm chằm ô thiến thiến thần thái trong mắt lộ vẻ bừng tỉnh đúng rồi sở dương rốt cục đã nghĩ ra vấn đề nằm ở chỗ nào ô thiến thiến vừa mới nói một câu giúp hắn xua tan mây mù quan viên trong thiên hạ chẳng lẽ không có một người nào tốt sở dương lẩm bẩm lập lại câu nói đó trên mặt lộ ra nụ cười không sai ô sư tỷ người đã nhắc nhở ta giúp ta một đại ân tặng ngươi một đại ân ô thiến thiến mờ mịt hỏi hồn nhiên không biết mình giúp hắn bằng cách nào quan viên trong thiên hạ làm gì có người tốt. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt dừng trên sắp tư về liệu đường tâm thánh. Vấn đề nằm ở chỗ, đường tâm thánh này thật sự là quá sạch sẽ đi, quá sạch sẽ, không được, tên này làm quan cần cù và chăm chỉ, bất kể là lên chức hay cách chức, cũng trước sau như một vụ án vô hối. Hơn nữa, một thân chính khí thanh liêm, lên tới chức trung thư thị lang, phủ doãn thiết vân thành, bản thân lại còn tự trồng trọt mà sống, mặc áo vải đơn sơ, cơm canh rau dưa, tiết kiệm được tiền bạc đều toàn bộ dùng để cứu tế cho người nghèo. Hắn thân đang là quan lớn tứ phẩm, thê tử của hắn lại còn dệt vải, nhi tử lại còn đi làm ruộng. Nhi tử có năng lực ứng thí làm quan, nhưng hắn vẫn lấy lý do cha làm quan, nếu con cũng làm quan, không tham cũng thành tham, không nhúng mực cũng thành đen, vì dân chúng cầu phúc lợi, một nhà một người làm quan là đủ. Từ đó ngăn cản sạch sẽ đường công danh nhi tử của hắn, lại có ý nói, ba ba của ngươi làm đại quan, ngươi đi ứng thí coi như là có bản lãnh thật sự thì người khác cũng sẽ không để ý, mà trực tiếp cho người trúng tuyển. Công danh như vậy thả không có còn hơn. Làm quan, có ba ba của ngươi là được rồi, ngươi vẫn là nên tránh sự nghi ngờ của thế gian đi. Người này quả thực chính là thánh nhân A, à? nhưng, trên thực tế có tồn tại thánh nhân sao? Có thể có người tin, nhưng sở dương tuyệt đối không tin. Chương 103, nghi điểm trùng trùng. Nếu như người này có vấn đề, như vậy vấn đề của hắn nằm ở chỗ, hắn thật sự là quá thanh liêm rồi, quá sạch sẽ đi mất. Nói tóm lại là hoàn hảo quá giả tạo. Sở Dương làm việc từ trước đến giờ đều dùng phương pháp luận ngược. Có một câu mà hắn vẫn nhớ, ngàn dặm làm quan chỉ vì tài. Người không vì mình trời chu đất diệt. Kiếp trước hắn lưu lạc khắp nơi, phiêu bạc nhiều, đến mức không khỏi chửi ẩm lên khi chứng kiến lòng tham không đáy của đám quan viên. Cho dù là những quan viên được đánh giá vô cùng tốt thì cũng là ở nhà lớn, ăn sơn hào hải vị. Không một người nào mà lại không có cuộc sống tốt hơn so với đám đại phú gia không có người nào có thể sống thanh liêm nghèo khổ như thế được. Cho dù là dân chúng bình thường thì họ cũng mong đợi đất đai có thể nhiều ra mấy thước, người trong nhà cũng có thể ăn ngon một chút. Không khách khí mà nói, người được Đường Tâm Thánh cứu tế so với cả nhà hắn còn có cái ăn cái mặc tốt hơn. Người này có vấn đề." Sở Dương trầm tư, một đầu ngón tay nặng nề điểm vào trên tư liệu về Đường Tâm Thánh, tra xét, "A, à. Ô Thiến Thiến mặc dù tới Thiết Vân Thành không lâu, nhưng cũng biết danh xưng đổ máu để bảo vệ xã tắc." thanh liêm chỉ vì dân của đường tâm thánh đường đại nhân đường tâm thánh thật sự đã trở thành tấm gương đạo đức tiêu biểu cho quan viên thiết vân thành nói theo người như vậy mà là nội gian sở dương bị ấm đầu rồi sao không cần hoài nghi để cho thiên cơ đường lập tức tra xét trước lúc xế chiều ta muốn thấy tư liệu để trước mặt nếu trước lúc xế chiều mà tư liệu về đường tâm thánh có một chút sai sót nào như vậy toàn thể thành viên thiên cơ đường sẽ bị phạt đánh bằng roi đem nguyên lời của ta mà nói cho trần vũ đồng biết Ô Thiến Thiến nhăn mũi, viết lên một tờ giấy rồi đi ra ngoài. Nhất thời phía ngoài diễn ra một trận náo loạn, người hô ngựa hí, thiên cơ đường tất cả mọi người cơ hồ là lấy tốc độ cứu hỏa chạy vội ra ngoài. Quân côn của Sở Diêm Vương chắc chắn không thiên vị một ai đâu a. À. Sở Dương mỉm cười, chậm rãi nói, "Ngươi phải nhớ kỹ, ở trên đời này bất cứ người nào cũng đều có nhược điểm, thánh nhân giống như hắn là không thể nào tồn tại." Hắn dùng ngón tay chỉ vào tư liệu có tên Đường Tâm Thánh, trong mũi lạnh lùng hừ một tiếng sở dương trong lòng có một câu nói mà hắn luôn ghi nhớ trên đời này có thánh nhân sao trước tiên cứ xem như là có như vậy thánh nhân có cần cơm ăn áo mặc hay không những thứ này có tiêu phí tiền hay không thánh nhân có cần tìm vợ không cần nam nữ hoan lạc không nếu như một người nào đó nói là cần thì chắc chắn hắn không phải là thánh nhân bởi vì hắn vẫn cần có nhu cầu cho nên cứ như vậy mà suy đoán ra cõi đời này không có thánh nhân nói những lời này là do mạc thiên cơ nói ra Sở Dương hiện tại hận Mạc Thiên Cơ thấu xương, nhưng không thể không thừa nhận những lời này của Mạc Thiên Cơ nói vô cùng có lý. Từ ngày Tam Đường thành lập cho tới nay, Sở Diêm Vương luôn luôn quản lý rất nghiêm ngặt, nhưng nghiêm nhất trong đó vẫn là Thiên Cơ Đường. Đường chủ Thiên Cơ đường cơ hồ 2-3 ngày là bị Sở Ngự Tọa gọi đi vào mắng to một trận, sau đó mặt đen xì đi ra ngoài, bắt được thủ hạ dưới trướng của mình lại mắng thêm một chập. Sở Diêm Vương mắng chửi người tự nhiên là có chứng cớ, người làm sai mới bị mắng chửi trần vũ đồng bị chửi mắng không có nửa điểm nóng này người mắc phải sai lầm thì ăn mắng là phải thôi sở ngự tọa là người quản lý lớn nhất đó cho nên trần vũ đồng mỗi lần cũng chỉ có thể đem đám thủ hạ ra bắt nạt mà không dám giận lây sang sở ngự tọa điều này cũng đưa đến tác phong làm việc của thiên cơ đừng nghiêm cẩn tới cực điểm về sau căn bản không ai dám phạm sai lầm viết sai một chữ ngay cả đường chủ cũng bị mắng to sau đó cả một đám người bên dưới cũng gặp tai ương thì như thế ai dám phạm sai lầm dĩ nhiên đám người trần vũ đồng không thể biết đến việc bọn họ cực khổ lần này là do câu nói của mạc thiên cơ nếu mà họ biết điều đó thì sợ rằng những người này có thể đem mạc thiên cơ nuốt sống không tới xế chiều tư liệu về đường tâm thánh liền đã rõ ràng giành mạch đặt trên bàn sở dương các loại tư liệu tăng lên dày chừng nửa thước loại hiệu suất làm việc này khiến ô thiến thiến không khỏi hít hà chắt lưỡi thực vui vẻ a à, sở dương mở ra tinh tế nhìn qua một lần rốt cục lộ ra nụ cười bạn đang đọc truyện tại www chuyện phun những tài liệu này đều đồng dạng rất sạch sẽ, nhưng đám tài liệu khô khốc kia sau rơi vào trong mắt sở dương, dưới chủ ý ban đầu của hắn lại phát hiện quá nhiều bất thường. Người này 10 năm trước bắt đầu làm quan, khi đó hắn 27 tuổi, là một thiếu niên nghèo khó, con của gia đình nông phu, 10 tuổi phụ mẫu đều mất, 12 tuổi thôn xóm bị đại triệu cướp bóc, người dân cả thôn không một ai may mắn còn sống sót, chỉ còn lại có chính hắn trốn ở trong hầm ngầm bí ẩn sở dương dùng một loại khẩu khí chậm chạp từ từ nói ô thiến thiến bút lông cầm trong tay nhanh chóng ghi chú lời của hắn vô luận là người nhà hay là thôn dân cũng đều bị giết quá sạch sẽ đây là nghi điểm thứ nhất hơn nữa nếu trong nhà hắn có hầm ngầm như vậy dựa theo phong tục nông thôn không thể nói mọi nhà đều có hầm ngầm nhưng hẳn là phần lớn đều có tại sao lại bỏ qua ở nhà hắn mọi người đều chết hết hắn là một đứa bé con núp ở trong hầm ngầm lại không có chuyện gì đây là nghi điểm thứ hai đại triệu tướng sĩ nếu tàn sát thôn dân như vậy chắc chắn sẽ có cướp bóc sau khi cướp bóc chỉ cần đốt một mồi lửa là ổn thỏa nhất cũng là cách làm gọn nhẹ nhất cho nên dùng hỏa thiêu là điều tránh không khỏi nếu hắn thật sự ở dưới hầm cho dù không ai phát hiện ra hắn cho dù lửa cháy đốt không tới hắn nhưng khói cũng sẽ khiến hắn chết ngạt trong hoàn cảnh đó hắn không thể sống sót nhưng vẫn tồn tại đây là nghi điểm thứ ba sau đó hắn chạy khỏi sơn thôn đi đến cẩm quan thành Cẩm quan thành cách sơn thôn cũng không xa, chỉ có 50 dặm. Chỉ có điều khoảng cách này đối với một hài tử 12 tuổi mà nói, cũng không coi là gần. Quên đi, nghi điểm này có chút khiên cưỡng, tạm thời không nhắc đến. Ừ, khi tới cẩm quan thành, tiếp theo liền bái một nho sinh khổng quan nhân có danh tiếng là môn hạ. Một hài tử sơn thôn có thể tìm người nào tiến cử. Không có ai tiến cử, nho sinh khổng quan nhân kia sẽ thu một tên khất cái làm đệ tử sao. Hắn thánh nhân như thế sao? Đây là nghi điểm thứ bốn. Ừ, đường tâm thánh 16 tuổi đậu tú tài, sau đó kết hôn, 19 tuổi trúng cử, 26 tuổi đậu tiến sĩ, dự khuyết nửa năm, 27 tuổi ra làm quan. Ha ha, coi như là trạng nguyên thiên tài, thì cũng cần thời gian rảnh rỗi để học tập đạo làm quan và tham chính chi đạo, trong khi đó hắn chỉ dự khuyết có nửa năm liền đi ra ngoài nhậm chức. Đây là nghi điểm thứ năm. Đoạn thời gian này rõ ràng đều có nhân chứng, nhưng một tên xuất thân bần hàn trúng cử làm sĩ tử cũng đã được gọi là đại sự, nơi nơi đều vui mừng, đằng này đường tâm thánh một đường thuận lợi đậu khoa cử ở trong tình hình chung chính là thần đồng thiên tài trời phú thế nhưng danh tiếng của hắn lúc đó rất thấp hầu như không có chút tiếng tăm nào đây là điều không phù hợp tâm lý mọi người tâm lý ô thiến thiến thoáng ngừng bút nghi vấn nói người như vậy bất luận ở đâu cũng đều là nhân vật phong vân cũng là mẫu mực là một tấm gương hướng đạo cho mọi người noi theo hiển nhiên đường tâm thánh lại không muốn trở thành tấm gương này hắn luôn hạ mình thiếu niên đắc chí nhưng không muốn nổi danh đây là nghi điểm thứ sáu sở dương nói nếu như hắn có tính cách luôn hạ thấp bản thân lẽ ra làm chuyện gì cũng sẽ không truyền bá mới đúng nhưng kể từ khi hắn làm quan tới nay bất kể làm chuyện tốt gì cũng sẽ trong thời gian cực ngắn lan truyền ra ngoài hơn nữa hắn chỉ làm quan một địa phương nhỏ quản lý ít người thì làm sao lan truyền nhanh như vậy được giống như là có người ở phía sau tận lực tạo thế cho hắn hắn đi tới thiết vân thành lại càng tuyên dương không kiêng nể Cơ hồ tất cả mọi người đều biết vị đường đại nhân này, chính là thanh quan hàng thật giá thật. Hắn làm quan chỉ có 10 năm, chức quan cũng không lớn, nhưng có danh tiếng đến mực này thì thật sự là bất thường, hơn nữa cùng tính cách bản thân không phù hợp. Đây là nghi điểm thứ bảy. Đối với mình vô cùng nghiêm khắc, đối ngoại bên ngoài lại khoan dung, hơn nữa hắn làm quan 10 năm, thế nhưng lại không hề có một người nào oán thán, không có một cừu ra nào. Tất cả mọi người đều cùng hắn hòa hợp êm thấm. Đây là nghi điểm thứ 8 sở dương nhẹ nhàng cười cười người người ai cũng nói hắn làm tốt nhưng người ở quan trường cũng giống như người tại giang hồ đều là thân bất do kỷ họ nhất định phải đứng về một phía nào đó chứ nếu đứng ở giữa sẽ đắc tội cả hai phía đây là định số triều đình chính là như vậy hai phe phải đấu tranh cho đến lúc lấy được thăng bằng thì mới đi về phía trước năng lực siêu quần lại không tranh công nhưng chiến tích của hắn lại chưa từng thiếu sở dương cười hắc hắc nói cái thế giới này cho tới bây giờ cũng chưa từng quá công bình như thế nhưng ở trên người hắn lại xuất hiện kỳ tích đó. Hắn không tiền, không thế, không có bối cảnh, tại sao lại nhận được sự công bình như vậy? Đây là nghi điểm thứ 9. Mười mấy năm trước, chính là lúc đệ ngũ khinh nhu vừa mới bắt đầu được thế, bắt tay tiến hành áp dụng kế hoạch hoang hóa thợ rèn đối với Thiết Vân Thành. Thời gian quá khéo lại trùng hợp. Đây là nghi điểm thứ 10. Tuy nói hắn thành tích không nhỏ, chính tích rõ rệt, nhưng trong vòng 10 năm từ một vị trí quan cửu phẩm nhỏ bé mà leo lên tứ phẩm, cơ hồ chính là một năm thăng quan một lần, loại tốc độ lên chức này quá nhanh, đây là nghi điểm thứ 11. Con có tài nhưng không cho vào làm quan, bề ngoài là tránh miệng lưỡi thế gian trong khi hắn chưa từng làm quan ở Thiết Vân Thành, trước đó. Vậy hắn muốn tránh thế gian hiểm nghi ở nơi nào? Hơn nữa, chính mình lại trông chừng nhi tử, cùng ngoại giới tiếp xúc không nhiều lắm, cũng rất khó khăn dâng lên bất cứ cái gì gọi là tâm tư trung thành thả chết chứ không sờn lòng. Đối với Thiết Vân Thành, hành vi này là điều khó giải thích nhất nhưng lại hàm chứa ý nghĩa khá sâu xa. Nhi tử thủy trung làm nông phu canh tác, nhưng lại không ngừng học thi thư. Buồn cười, nếu không muốn làm quan thì học để làm gì? Vì ai mà chuẩn bị? Nụ cười của Sở Dương từ từ trở nên lạnh, đây là nghi điểm thứ 12. Có 12 nghi điểm này, dù hắn có là thánh nhân thật thì ta cũng muốn giết. Trong mắt Sở Diêm Vương lộ ra một loại quang thải lập lòe và sắc bén tự u minh. Chương 104: Ám dạ khiêu chiến giả. Ô Thiến Thiến cực kỳ chấn động nàng thật sự không thể tưởng được rằng một vị quan thanh tránh liêm minh tốt là thế vậy mà sở dương chẳng qua chỉ nhìn nhìn tư liệu mà đã có thể tìm ra nhiều điểm đáng ngờ rõ ràng tới vậy rồi mặc dù trong đó cũng có một vài phỏng đoán ít nhiều có vẻ cưỡng từ đoạt lý nhưng nhiều điểm đáng ngờ tập hợp lại cùng một chỗ như vậy thì quả thật quá không bình thường rồi nếu nói là tất cả những cái này đều chỉ là trùng hợp hừm giờ ngay cả ô thiến thiến cũng chẳng thể tin thế giới còn có cái loại trùng hợp này rồi nếu quả người này chính là gian tế như vậy rất có khả năng đây chính là con cá lớn nhất mà bổ thiên cát, ta tóm được từ trước tới nay rồi. Sở dương âm trầm nói, ô thiến thiến dùng mình mãnh liệt một cái, nàng cực kỳ rõ ràng ý nghĩa của từ cá lớn mà sở dương nói này. Nếu đúng thật như hắn suy đoán thì đám người dính vào vụ này, từ trên xuống dưới chỉ sợ ít nhất, cũng phải hơn mấy trăm người đấy, lại sẽ là một cảnh máu chảy thành sông nữa. Sở dương, cho dù hắn có là gian tế đi nữa, nhưng, nhưng chúng ta cũng không thể tùy tiện giết a. À, ô thiến thiến nói. Người này vốn có danh tiếng quá tốt, trong dân gian của Thiết Vân uy vọng cực cao, nếu cứ tùy tiện bắt giết thì chỉ sợ sẽ khiến cả nước dung chuyển mất. Trong khoảng thời gian Ô Thiến Thiến đi theo Sở Dương, mỗi ngày đều tham gia phân tích quân chính dân sinh của cả Thiết Vân quốc, nên kinh nghiệm xử lý sự việc của nàng so với khi còn ở Thiên Ngoại lâu đã vững vàng sâu sắc hơn nhiều. Vậy sao? Vậy theo ý kiến của ngươi thì phải làm sao đây? Sở Dương mỉm cười hỏi vặn lại. Năng lực học tập của Ô Thiến Thiến là cực tốt, trải qua thời gian này thì nàng cũng càng ngày càng trở nên giỏi giang hơn chỉ sợ không cần một thời gian quá dài nữa thì thiếu nữ vốn sẵn thông minh này sẽ có thể chân chính trở thành trợ thủ đắc lực của mình rồi sở dương không biết thiết bổ thiên đưa ô thiến thiến tới đây là có ý gì nhưng một trong những nguyên nhân mà hắn không cự tuyệt chính là ô thiến thiến là người của thiên ngoại lâu nếu có một ngày mình không còn ở đây nữa thì khi đó hắn cũng mong ô thiến thiến có thể thay thế trưởng quản bổ thiên cát đây cũng là lễ vật lớn nhất mà sở dương chuẩn bị cho sư môn của mình bởi vì nói cho cùng thì mục tiêu của hắn cũng không ở hạ tam thiên này a à. cho nên ngay từ đầu hắn vẫn tựa như vô tình mà hữu ý dẫn dắt tư tưởng của ô thiến thiến hướng tới mục tiêu trở thành một người lãnh đạo đúng cách giả như hắn thật sự là gian tế đi nhưng những năm gần đây rõ ràng hắn cũng đã tận chức tận trách đây là việc rõ như ban ngày rồi hơn nữa những sự tình hắn làm trước nay đều có lợi cho thiết vân vậy nên nếu giết hắn mà danh bất chính Ngôn bất thuận thì sẽ khiến dân chúng chỉ trích, lòng người rung động đấy." Ô Thiến Thiến trầm ngâm nói, "Kể cả là chúng ta tìm được chứng cứ xác thực về việc hắn là, nội gian thì dân chúng có tin hay không vẫn còn chưa nói trước được a. À. Ta cảm thấy chuyện này có lẽ nên thương lượng cùng Thái tử điện hạ trước đã." Ô Thiến Thiến nói, "Phải nghĩ biện pháp giải quyết ổn thỏa, hơn nữa sau khi giải quyết xong thì bước tiếp theo cũng phải tính toán cho kỹ. Cần xem xem phải làm thế nào để xử lý hết thảy những sự tình có thể sẽ phát sinh sau chuyện này nữa." "Đúng vậy, quả thật chuyện này chúng ta không thể vung tay làm mà không kiêng nể gì cả. Thiết, bổ thiên nhất định phải cùng tham gia xử lý mới được. Sở Dương khen ngợi nói. Khen xong, hắn thoáng trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, việc báo chuyện này cho thiết bổ thiên biết sẽ do ngươi xử lý đi nhé. Xem xem ý của hắn định xử lý chuyện này ra sao rồi ngươi cứ dựa vào đó, mà vạch ra một phương án hành động thật ổn thỏa cho ta đi. Hiện ta muốn đi ra ngoài một chút đã. Nói xong, sở dương đem áo choàng màu đen trên người cởi ra, ngay cả mặt nạ trên mặt cũng lấy xuống để lên bàn. người lại đi ra ngoài nữa sao? Ô Thiến Thiến có chút không biết nói gì mới tốt nữa. mấy hôm nay Sở Dương mỗi một ngày chỉ tới đây làm việc một lúc, rồi sau đó liền bỏ đi mất vô tung vô ảnh, ngay cả nàng cũng không rõ hắn tới nơi nào nữa. quả thật hành tung Sở Dương gần đây đã đạt đến độ bí hiểm nhất định rồi. Ô Thiến Thiến hầu như không thể tưởng tượng nổi cả một khối lượng công việc lớn như vậy của bổ thiên các mà hắn hoàn thành kiểu gì nữa nhìn vào lượng việc thì đúng ra hắn phải bù đầu nhức óc chứ nhỉ vậy mà sở dương lại tựa hồ như chỉ cưỡi ngựa xem hoa hời hợt đem toàn bộ công việc rồi xử lý trôi chảy à ở chỗ này quá nhàm chán rồi ta ra ngoài dạo chơi thôi sở dương tùy ý nói đồng thời thò tay nhấn một cái lên vách tường sau lưng hắn nơi đó bỗng mở ra một khung cửa bí mật thân hình hắn lóe lên rồi biến mất trong đó khung cửa chậm rãi khép lại không chút dấu vết nếu như người ngoài nhìn vào thì sẽ trăm phần trăm cho rằng đây chỉ là một khoảng tường bình thường mà thôi ô thiến thiến hết cách thở dài một tiếng mặc áo khoác của sở dương vào đeo mặt nạ lên rồi ngồi xuống vị trí của hắn những ngày này khi sở dương không có ở đây thì ô thiến thiến đều trở thành một kẻ thay thế như vậy đấy mà cũng có khi sở dương ra vẻ thần bí như vậy căn bản chỉ là do lười biếng thôi đi sao ô thiến thiến nghĩ đến đây thì cười khổ mà lắc đầu sau đó nàng vẫn nhanh chóng lấy ra một tờ giấy viết xuống rồi lại bắt trước thanh âm của sở dương nhàn nhạt, nhạt quát, người đâu? Lập tức đem cái này đưa cho thái tử, ta có chuyện quan trọng cần thương nghị với thái tử điện hạ. Sở dương ra vẻ thần bí như vậy tất nhiên không phải là vì lười biếng rồi. Tất nhiên, nói hắn lười biếng trên phương diện bổ thiên các thì cũng đúng một phần. Mà lý do khác thì lại đơn thuần là để bảo trì sự bí ẩn, rồi sau đó bí mật phát triển thiên binh các. Nơi này vốn đang khua chiêng gõ chống kiến thiết xây dựng, không thể sơ ý rồi đương nhiên quan trọng nhất là sở dương còn muốn tăng thực lực của mình lên nữa từ sau khi lĩnh ngộ thủy nhu tri lực xong thì sở dương đã cảm giác được công phu của mình đang từ từ thay đổi về mặt chất lượng rất nhiều rất nhiều lĩnh vực lúc trước hắn không hề nghĩ tới cũng hoàn toàn không tưởng tượng nổi thì nay lại tựa hồ đang dần dần mở ra trước mắt cái cảm giác bước chân vào một khung trời võ học mới mẻ này mới chính là động lực lớn nhất để sở dương chuyên tâm tu luyện những ngày này nơi thiết vân thành cũng không chỉ có xuất hiện một sở diêm vương nức tiếng gần xa mà còn xuất hiện một vị ám dạ khiêu chiến giả, cũng nổi danh không kém. Bạn đang đọc truyện tại www. Chuyện phun gần đây thì tất cả các cao thủ thành danh trong thiết vân thành hầu như đều bị một thằng điên liên tục quấy rối. Vốn số lượng các võ quán, tiêu cục trong thiết vân thành hoàn toàn không ít, nguyên ở phương Bắc do hoàn cảnh khá khắc nghiệt nên dân phong bưu. Hãn, cao thủ võ đạo tự nhiên là khá đông đảo. Mặc dù số người đạt tới đỉnh cao cũng không nhiều nhưng nếu chỉ thuần túy nói về số lượng, thì ở Thiết Vân Quốc tỷ lệ võ giả cũng hẳn là đứng đầu hạ tam thiên rồi. Mà tên ám dạ khiêu chiến giả, này cũng cực kỳ quái dị, tựa hồ mỗi một ngày đều đổi một bộ dạng mới. Mà cải trang giả dạng cũng loạn cào cào cả lên, hôm nay 20 tuổi, ngày mai lại chừng 30, bữa trước còn mang vẻ công tử bột mặt búng ra sữa, thì bữa tới đã lại vác cái mặt đỏ gây lông ngực lởm chởm rồi, có khi cách vài ngày thì trên mặt lại còn nở lên một quả nốt ruồi to đậm, như cục phân chuột nữa nói tóm lại là mỗi ngày một vẻ, chả ngày nào giống hôm nào cả. Nhưng cũng tựa hồ là chỉ đang tập tuệ học dịch dung vậy, cái tên ám dạ khiêu chiến giả, này dù cố gắng để khiến mọi người không biết mình là ai, nhưng lại cực kỳ không thành công rồi, cái này ngược lại quả đúng như lời đồn. Sở dương đích thật cũng muốn mỗi ngày đều đổi một bộ dáng khác nhau, nhưng một lần thì còn chăm chút tỉ mỉ, tới lần thứ hai thì đã hơi không chăm chú, rồi những lần tiếp theo thì càng lúc càng qua loa, kiểu như chỉ sợ không thể phóng đi đánh nhau ngay lập tức vậy dù sao cũng không ai nhận ra hắn nổi. Càng về sau hắn cũng càng sơ ý, thậm chí hôm nay khiêu chiến xong thì tới mai đã quên bén bộ dáng mà mình vừa dùng hôm trước rồi. Vậy nên cho dù sở dương có trưng ra bộ dạng gì đi nữa thì mọi người cũng đều có thể chỉ vào mũi hắn mà gào lên rằng, a ah, à, à, chính là thằng này, nó chính là ám dạ khiêu chiến giả, có hóa thành cho ta cũng nhận ra được. Tên ám dạ khiêu chiến giả này công lực cũng không cao mấy, cấp bậc tựa hồ chỉ là vũ sĩ mà thôi, nhưng ăn nhau ở chỗ tựa hồ qua mỗi một ngày hắn đều có tiến bộ. Hơn nữa, thằng này làm việc cũng rất có quy tắc của hắn đấy nhé. Trong thời gian gần 20 ngày vừa rồi, thì tên này đã khiêu chiến hơn 30 vị cao thủ võ học. Nếu có thể có một người để tâm thoáng thống kê một chút hành trình khiêu chiến của hắn, thì sẽ thấy rằng hắn cũng không hề khiêu chiến lung tung. Người bị hắn khiêu chiến đầu tiên là một vị tuyệt đối là yếu nhất trong các võ giả thành danh trong Thiết Vân Thành. Sau đó theo thời gian mà dần sang tới những võ giả mạnh hơn lần lượt hết sức có thứ tự khiêu chiến đâu vào đấy không loạn chút nào lần sau mạnh hơn lần trước nếu dựa theo trình tự khiêu chiến của tên này mà xếp hạng cho đám võ giả trong thiết vân thành thì tuyệt đối là một chút cũng không sai nổi mà tên này cùng lắm cũng chỉ đả thương người hơn nữa thương thế nhất định sẽ không nghiêm trọng lại càng chưa bao giờ giết người nhưng khổ cái ngươi không cùng hắn đánh cũng không được hắn không mắng chửi người cũng sẽ không làm mấy cái trò khiêu khích thô tục gì cả mà chỉ chơi độc một một trò sỏ lá mà thôi nhưng cái thủ đoạn vô lại này cũng đã đủ để cho bất luận kẻ nào đều chịu không được. Nếu là ngươi cự tuyệt, được rồi. Thằng này liền đặt mông ngồi ở trước cửa chính nhà ngươi, không cho bất kỳ ai đi ra ngoài hết. Đi ra ngoài mua thức ăn, không được. Đi ra ngoài thăm bạn bè, không được. Đi ra ngoài dạo chơi, càng không được rồi. Bất kể là ai, hết thảy đều cấm ra ngoài, ngươi muốn ra đuổi hắn đi sao? Vậy tốt, đánh một trận rồi nói. Nếu để người khác ra đuổi thì thằng này lại có quan tâm? kệ xác ngươi mắng chửi nguyền rủa thế nào cũng mặc, mà chỉ một lát sau thì bà con cô bác đầu đường. Cuối phố cũng đã bu lại chỉ trỏ tựa như họp chợ hết sức náo nhiệt, ờ, cửa chính nhà ngươi bị mấy trăm người súng lại chỉ trỏ ồn ào, sống nổi không đây. Cho nên ngoại trừ 10 ngày đầu còn chưa biết cái trò này thì về sau cứ hễ khi cái tên ám dạ khiêu chiến giả dạ. này đi đến nhà ai, thì người đó liền dứt dứt khoát khoát nhảy ra chơi một hồi với hắn cho xong. Dù sao mình không đánh cũng góc sống yên nổi, hơn nữa ngược lại thằng này vốn ra tay rất có chừng mực. Nếu không phải là đối thủ của ngươi thì đánh một hồi là đã bỏ chạy, còn nếu ngươi không phải là đối thủ của hắn thì lần sau hắn sẽ không đến nữa. Càng về sau, giữa các võ giả trong Thiết Vân Thành lại còn công khai cạnh tranh nhau xem ai có thể được cái tên ám dạ khiêu chiến giả, này chăm sóc thời gian dài hơn nữa. Nếu có một ngày ám dạ khiêu chiến giả đang quấn lấy ngươi lại đột nhiên đùng đùng vác kiếm tới gõ cửa nhà kẻ khác, vậy xong, ngươi rất hạng, cái này chứng minh ngươi không còn thuộc hàng ngũ cao thủ nữa rồi. Chương 105, phóng tay mà làm nói tóm lại sự xuất hiện của tên ám dạ khiêu chiến giả này đã làm dấy lên một làn sóng cạnh tranh hết sức náo nhiệt trong tầng lớp võ giả ở thiết vân thành lúc mới đầu còn có người đánh đấm qua loa cho xong chuyện nhưng sau thì dẫn tới việc ám dạ khiêu chiến giả lại góc thèm quay lại nhà của bọn họ nữa cho nên bỗng nhiên tự mình lại bị gắn cái mắc kẻ yếu đi đâu cũng bị một nhóm người chỉ trỏ nhìn kìa chính là hắn đấy bình thường cứ luôn bao hoa trích trẻ tự vỗ ngực nói rằng mình trâu bò cỡ nào lợi hại ra sao tới khi đánh một trận với ám dạ khiêu chiến giả, thì người ta còn chẳng thèm quay lại tới một lần nữa là, cho nên đã có người ví von một cách hài hước rằng, vì sao rồng chẳng tới nhà tôm nhỉ? Bởi vì tôm cóc đủ tư cách chứ sao? Khà khà, à, thì ra là như vậy, hiểu rồi hiểu rồi, lão ca quả là thiên tài, giải thích hợp lý quá đi mất. Tại hạ còn cứ nghĩ là hắn rất trâu bò ấy chứ. Đâu có, đâu có, oa ha ha ha. Kết quả là, quá mất mặt rồi. Đã có vết xe đổ phía trước, đám võ giả sau đó sao có thể không hăng tiết lên mà đánh đây chứ? Đánh một ngày hay một ngày đi, đánh thêm được chút nào thì cũng coi như là tăng thêm danh tiếng của bản thân chút đó. Liều, Sở Dương phi thân mấy vòng, khi trở lại trên đường cái thì đã hóa thân thành một gã thiếu niên sắc mặt tái nhợt, đầu tóc rối bời, trên má trái lại còn điểm thêm một cục nốt ruồi, còn trên má phải không biết làm thế nào mà mọc ra một vết sẹo to đùng. Nhìn qua hết sức xấu xí. Nguồn chuyện, Sở Dương cứ như vậy khệnh khạng nghênh ngang, long hành hổ bộ đi về phía mục tiêu hôm nay của mình bỗng trong đám người qua đường đường không biết là ai bỗng nhiên la toáng lên tựa như phát hiện ra cả một đại lục mới vậy ngao nhìn kìa ám dạ khiêu chiến giả à đâu đâu đó đó mau 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 theo xem sao dường như phương hướng này vẫn là lưu tinh võ quán hôm qua hả chẳng lẽ lưu tinh võ quán ngày hôm qua vẫn còn kiên trì nổi à ân hình như vậy ha 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 ra kèo thôi ra kèo thôi ta cá 10 lượng bạc là lưu tinh võ quán hôm nay còn có thể kiên trì tiếp. Tới tới tới, có gan mau tới đặt cược đi nào. Ha ha ha, ta theo ám dạ khiêu chiến giả, 12 lượng. Ta theo. Một đám người máu me cờ bạc nhao nhao tụ tập lại một chỗ. Bảy tám cái miệng hào hứng kêu la òm tỏi đặt cửa đánh bạc với nhau rồi súng xít đi theo sau vị ám dạ khiêu chiến giả. Này mà trùng trùng đi về phía lưu tinh võ quán. Sở dương hai mắt nhìn trời, bước nhanh về phía trước. Nhưng trong lòng hắn cũng có chút buồn cười. Không nghĩ tới phương thức, mà mình nghĩ ra để tự hoàn thiện võ công lại có thể đem đến cho Thiết Vân thành nhiều sự hứng thú tới vậy. Kể từ khi lĩnh ngộ nhu thủy chi lực, Sở Dương cũng đã bắt đầu suy nghĩ xem xem nên làm thế nào để đem nhu thủy chi lực này dung nhập vào trong kiếm pháp và trường pháp của mình. Kiếm pháp thì hắn vốn có nhu phong kiếm, phiêu vân kiếm, đây đều là những loại kiếm pháp mềm mại, nhưng vẫn chỉ mới là chiêu thức mềm mại mà không phải là lực lượng mềm mại. Phải làm sao để có thể dùng một thanh kiếm cứng rắn đánh ra lực lượng mềm mại? Như nước chảy mây trôi mới là vấn đề mà Sở Dương đang vắt óc suy nghĩ lúc này. Mềm mại nhưng không thể mềm yếu, mềm nhưng phải có lực sát thương. Vấn đề này phóng mắt khắp cả cái đại lục vốn tôn trọng lực lượng thì vẫn còn là một vấn đề chưa từng có người nào liên tưởng tới. Cứng, mềm tùy tâm. Cảnh giới này hoàn toàn không không phải chỉ mỗi là việc một giây trước ngươi còn uy mãnh, như núi rồi một giây sau ngươi đã uyển chuyển như gió. Mà phải đem được đặc điểm, hình thái của nguyên khí trong cơ thể chuyển hóa đến mỗi một quyền một kiếm đây mới chính thức là cứng mềm tùy tâm dịch mặc dù dịch là cứng mềm tùy tâm thì cũng có thể khiến các bạn độc giả hiểu lầm nhưng tóm lại là anh thích cái cách nghĩ của các chú đó kha 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 sở dương cực kỳ chắc chắn nếu quả thật mình làm được chuyện này thì không thể nghi ngờ rằng đã khai sáng ra một chi phái mới trong võ học của cửu trọng thiên đại lục hơn nữa còn là một dòng công pháp hết sức có hiệu quả không những chỉ trong việc giết địch mà còn có tác dụng cực lớn trong việc bảo vệ tánh mạng nữa công pháp như thế mà muốn dung hợp vào trong cái loại thần công tuyệt thế như cửu trọng thiên thần công thì mức độ khó khăn có thể tưởng tượng là cao tới mức nào rồi chỉ có chiến đấu chiến đấu không ngừng chiến đấu từ trong chiến đấu mà lĩnh ngộ từng giọt từng giọt tinh túy của võ học thì mới có thể làm được điều này chỉ khư khư ngồi ngồi một chỗ mà minh tưởng thì có ngồi tới mãn kiếp cũng chỉ uổng công mà thôi cho nên sở dương mới hóa thân làm ám dạ khiêu chiến giả để đi khiêu chiến những võ giả đã thành danh này hơn nữa mục tiêu khiêu chiến theo phương pháp này thì là trong một ngày hắn sẽ khiêu chiến hai hoặc ba người trong đó nhất định có một người tu luyện công pháp theo đường lối cương liệt cũng sẽ một người đi theo hướng âm nhu sau mỗi một lần chiến đấu sở dương cũng vắt hết óc để nhớ lại từng chi tiết trong cuộc chiến vừa rồi từ đó tìm ra các đầu mối hòng dung nhập nhu thủy chi lực vào trong trong chiến đấu mà trong khoảng thời gian này thì kiếm hồn thần bí trong cửu kiếp kiếm vẫn một mực im lặng không lên tiếng tới một lần đây hiển nhiên chứng tỏ nó hoàn toàn muốn để cho tự sở dương mày mò tìm hiểu. Còn nhớ lần đầu tiên sở dương ngồi lĩnh ngộ sau khi đi ra ngoài khiêu chiến trở về, thì kiếm hồn đã nói một câu rằng, tự ngươi lĩnh ngộ mới chính là của ngươi. Nếu ta cho ngươi biết thì lại là của cửu kiếp kiếm rồi. Hai chuyện này hoàn toàn khác hẳn nhau đấy. Nhìn lưu tinh võ quán đã hiện ra trước mắt, sở dương vén cao tay áo rồi hưng phấn thét lớn một tiếng lao vọt vào cổng. Lại một lần khiêu chiến nữa bắt đầu. Phía sau, đám người đang lãng nhãng bám theo, cũng hô to gọi nhỏ rồi bắt đầu rối rít chạy theo vào, ùm ùm không ngớt. Cùng lúc đó, Thiết Bổ Thiên đang nhíu chặt hai hàng lông mày, kể từ khi nắm giữ chính quyền Thiết Vân, tới nay thì chưa từng có bất kỳ một lần nào khiến cho hắn cảm thấy khó có thể đưa ra quyết định dứt khoát như lần này cả. Đường Tâm Thánh, nhìn 12 lý do mà Sở Dương liệt kê ra trên giấy, Thiết Bổ Thiên thở dài không ngớt, chuyện này căn bản chẳng cần điều tra thêm nữa làm gì, hơn chục cái lý do tập trung lại một chỗ đã chứng tỏ chắc chắn một điều, đường tâm thánh là gian tế, ngay cả kẻ tâm trí cẩn mật như bổ thiên thái tử, mà ngay khi vừa nhìn đến 12 nghi điểm này, thì cũng đã hoàn toàn xác định chắc chắn rồi, không một chút nghi ngờ. Thiết bổ thiên chẳng qua đang cảm thấy hết sức rung động. Đúng vậy, là rung động. Một tên gian tế ở thiết vân quốc những người năm, hô mưa gọi gió, sừng sững không ngã. Hơn nữa còn mơ hồ như đã trở thành một thánh nhân của thiết vân quốc vậy. Đây, đây, là gian tế sao? Tất cả quan viên thiết vân, quốc hoàn toàn không có một người nào có ít hiểm nghi là gian tế hơn người này đi sao làm quan thanh liêm yêu dân như con chính trực công bằng trong ngoài triều đình tràn ngập một mảnh tán dương thiên hạ châu huyện nơi nơi một mảnh ủng hộ thiết bổ thiên khe khẽ cười khổ một tên gian tế như vậy loại gian tế như vậy một khi làm loạn thế thì ảnh hưởng mà hắn có thể tạo được hẳn nhiên sẽ mang tính chất hủy diệt hắn có thể cực kỳ dễ dàng thao túng phần lớn dư luận rồi lợi dụng uy tín để tạo thành và đưa đẩy sự phẫn nộ của dân chúng chĩa tới mục tiêu của riêng hắn, những thủ đoạn này hoàn toàn có thể đem chọn cả Thiết Vân, quốc khuấy thành một vũng nước đục ngầu, về việc diệt trừ kẻ gian tế này. Quang Minh tránh đại bắt giữ rồi công khai xét án định tội hiển nhiên là vạn lần không thể được rồi. Không một ai sẽ tin rằng một vị quan tốt là vậy mà có thể là gian tế của nước khác. Chuyện này một khi xử lý có chút sơ sẩy thì sẽ dẫn tới sự náo động khó có thể kiểm soát nổi rồi. Thiết Bổ Thiên trầm mặc một hồi rồi hỏi, Ngự tọa đại nhân nói sao hả? Ô Thiến Thiến đứng đối diện hắn trả lời có chút dè dặt, Sở Ngự tọa nói rằng xem trước ý của thái tử đã rồi mới định ra kế hoạch được. Cái loại khí thế không giận mà uy trên người Thiết Bổ Thiên quá chân thực rồi, đến nỗi chỉ cần đứng ở trước mặt hắn, thì Ô Thiến Thiến đã không thể không cảm thấy mình như thấp kém hơn hẳn một bậc, mà cái loại khí thế vương giả đặc sánh này, còn ép mình tới mức hít thở khó khăn nữa. Trên phương diện này thì Ô Thiến Thiến vô cùng bội phục Sở Dương đấy. Gã sư đệ này vốn cùng môn phái với mình, tu luyện công pháp như nhau mà công lực còn không bằng mình nữa nhưng lúc hắn đứng trước mặt thiết bổ thiên thì lại chẳng hề có một chút khẩn trương nào thậm chí so ra hắn còn thong dong hơn cả thiết bổ thiên nữa mới lạ càng kỳ quái hơn chính là có đôi khi hai người bọn họ ở chung một chỗ thì không ngờ dường như thiết bổ thiên còn khẩn trương hơn cả nàng lúc này nữa đây quả là chuyện không thể hiểu nổi ý của ta không đâu thiết bổ thiên nở nụ cười xem ý của ta thì đúng nhưng hắn quyết sẽ không dựa theo ý của ta đi làm đâu. Dường như sau khi nghe Ô Thiến Thiến nói lại những lời này của Sở Dương, xong thì tâm trạng căng thẳng của Thiết Bổ Thiên cũng buông lỏng xuống không ít. Vị Sở Diêm Vương này, có phải lại vừa mất tích hay không? Thiết Bổ Thiên nghiêng đầu, ánh mắt chớp chớp mà hỏi. Tư thế này biểu hiện rằng hiện thái tử điện hạ tâm tình rất tốt, lại có hứng nói giỡn nữa chứ. Sở Diêm Vương. Đích xác là Thiết Bổ Thiên vừa mới nhớ tới ba chữ kia đã cảm thấy buồn cười rồi thật không ngờ nổi chỉ mới qua một thời gian ngắn ngủi là, vậy mà sở dương đã tự tạo được cho mình cái loại hung danh khiếp người như vậy, việc này cũng thật tài tình đấy chứ. Dạ phải, trong khoảng thời gian này hành tung của hắn vẫn rất thần bí a. À. Ô thiến thiến cũng hơi có chút không yên tâm trả lời, nàng cũng đang lo lắng cho sở dương đấy. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, câu trả lời của thiết bổ thiên thiếu chút nữa khiến cho ô thiến thiến, ngã bổ ngửa người xuống đất. Một kẻ không toàn tâm toàn lực với chức trách, cứ ba ngày thì hai hôm không thấy mặt, mà thái tử điện hạ lại đánh giá là tốt mới lạ chứ. Đạo lý gì đây hả trời? Nói với hắn, cứ theo ý của hắn phóng tay mà làm. Thiết bổ thiên khẽ mỉm. Cười nói, ta sẽ phối hợp với hắn, một chút cản trở cũng sẽ không có. Chương 106, nhìn không thấu. Ô thiến thiến đầy nghi vấn đáp ứng. Phóng tay mà làm cái gì? Dựa theo ý tứ nào của sở dương chứ? Hắn có ý gì đây? Thiết bổ thiên khẽ mỉm cười, úp úp mở mở nói, nhớ rằng sở ngự tọa đã từng nói phải dịu dàng ha 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 nhưng trong lòng hắn thì đang nhớ tới cái câu mà sở dương đã từng nói qua đối với những kẻ không thể không đụng vào nhưng lại không nên đụng vào ta sẽ rất dịu dàng rất dịu dàng đấy trên mặt thiết bổ thiên không nhịn được mà nở một nụ cười thú vị trong lòng cũng lờ mờ đoán ra kế hoạch sắp tới của sở dương ô thiến thiến lại càng buồn bực hơn nữa cái gì chứ phải dịu dàng gì đây chẳng lẽ hắn đang nhắc khéo mình nên dịu ngọt với sở dương một chút sao không lẽ vị thái tử điện hạ này đang muốn ghép đôi cho mình cùng Sở Dương chăng? Mà hay là Sở Dương đã nhờ Thiết Bổ Thiên vun vào? Tại sao lại là Sở Ngự Tọa đã nói phải dịu dàng nhỉ? Nghĩ đến đây, trên mặt nàng vụt đỏ ửng, chuyện này quá mắc cỡ mất. Thấy Ô Thiên Thiến đỏ mặt, trong mắt Thiết Bổ Thiên thoáng qua một nét hâm mộ, nhưng ngay sau đó thì hắn đã dùng giọng điệu cợt nhả mà nói, "Ô cô nương, mặt ngươi thật là đỏ quá nha. Đang nghĩ gì thế?" "A, à, nga." "Ách, ếch." ô thiến thiến cả kinh nhất thời chân tay luống ca luống cuống sở dương đích xác là một nam nhân tốt hiếm có thiết bổ thiên lại cười nói nếu như ô cô nương thì nên yêu hắn thật nhiều a à? ô thiến thiến càng phát ra vẻ thẹn thùng vô hạn ngượng ngùng cúi gằm mặt trên thực tế vô luận là nàng hay sở dương thì cả hai người đối với đối phương cũng không hề có bất kỳ ý tứ gì khác thường cả nhưng không biết tại sao mà có rất nhiều những lời đồn đãi đều chỉ ra rằng hai người có tư tình với nhau Sở Dương thì hoàn toàn không để tâm, hiện tại lòng hắn cực kỳ sắt đá, nên căn bản không hề lưu ý tới mấy lời đồn nhảm này làm chi. Người khác nghĩ sao thì đó là chuyện của người ta, liên quan khỉ gì tới ta chứ? Nhưng Ô Thiến Thiến đã lại không giống với lúc trước nữa, trong khoảng thời gian này cơ hồ đi tới chỗ nào thì nàng cũng phải đón nhận đủ kiểu ánh mắt mập mờ ý vị thâm trường. Dần dần lúc đầu nàng còn cả thẹn mà tức giận, cho tới sau lại trở thành cam chịu, trở thành chuyện bình thường, trở thành có chút như, thật sự có chuyện đó hay sao ấy? cho nên tâm tình của nàng một thiếu nữ ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái đang từ từ biến chuyển không thể không nói cái kiểu biến chuyển tâm lý lúc nào không hay này quả đúng là cực kỳ có sức ảnh hưởng ở độ tuổi của nàng à mà các loại linh dược cùng kim loại quý hiếm thu được sau mỗi lần sở ngự tọa xét nhà xong hắn dùng làm cái gì chứ một khi đã biết được trong lòng sở dương đã có kế hoạch sẵn thì tâm tình thiết bổ thiên cũng thoải mái hơn nhiều không nhịn được mà quay sang quan tâm những chuyện ngoài lề này Việc giữ lại mấy thứ này là do Sở Dương tự mình đưa ra yêu cầu, Thiết Bổ Thiên cũng đáp ứng ngay lập tức. Trong hoàng cung đại nội có rất nhiều những thứ linh dược và kim loại như vậy, rất không đáng để so đo với Sở Dương mấy cái này. Mà cũng phải nói thêm, thứ mà hoàng cung có thì những nơi kia không nhất định có được, nhưng những thứ mà mấy chỗ kia có thì trong hoàng cung nhất định sẽ có. Cho nên Thiết Bổ Thiên cũng tùy ý mắt nhắm mắt mở mặc kệ cho Sở Dương đi tham ô. Bất quá Thiết Bổ Thiên vẫn rất tò mò, Sở Dương nhặt nhạnh những thứ này làm cái gì chứ? Cho tới bây giờ vẫn chưa thấy hắn dùng tới làm gì cả, hơn nữa cũng không hề đem ra để trợ giúp bổ thiên các, hắn chỉ là một người, cần nhiều linh dược như vậy sao? Ách, nếu chẳng qua chỉ cần mỗi linh dược thì cũng còn hiểu được, là để đề phòng những khi bị thương đi. Đây còn có thể giải thích là do sợ chết. Nhưng nhiều kim loại hiếm như vậy là để làm cái gì chứ? Chuyện này ta thật sự không biết, mỗi lần thu được những thứ đó xong thì Sở Dương đều sẽ ra lệnh đem toàn bộ đưa tới một cái kho hàng mà hắn đã chỉ định trước. Mới nói được một nửa thì ô thiến thiến đột nhiên ngừng bặt, sực nghĩ tới một chuyện, cái kho hàng nho nhỏ kia của sở dương, chính là ở ngay sát vách với gian phòng của hắn ở bổ thiên cát, bất quá trong ấn tượng của ô thiến thiến, thì gian phòng nhỏ đó căn bản cũng chả to lớn là bao, lẽ ra đống đồ thu được, từ việc liên tục xét nhà sớm đã phải nhồi đầy mấy cái kho như vậy mới phải, không hiểu sao tới tận bây giờ mà đồ vẫn được đưa vào đó nổi mới lạ chứ. Vậy à, vậy khi nào rảnh ta cũng phải đi xem một chút mới được. Thiết bổ thiên vui vẻ cười cười, Nụ cười toát lên một vẻ thích thú với những sự việc bí ẩn. Nếu Thái tử Điện Hạ không còn việc gì phân phó thêm nữa, vậy tiểu nữ tử xin cáo lui. Ô Thiến Thiến nói, nàng cũng không phải là thủ hạ của Thiết Bổ Thiên. Vốn Thiên ngoại lâu cùng Thiết Bổ Thiên chỉ có quan hệ hợp tác nên nàng chẳng qua chỉ là tới hỗ trợ mà thôi. Không cần quá câu nệ thân phận của Thiết Bổ Thiên. Tự nhiên, trong chuyện này cũng có một chút tính toán khôn vật của Ô Vân Lương. Nếu như Ô Thiến Thiến có thể trở thành hoàng hậu hoặc là vương phi của Thiết Vân thì bất quá theo tình hình hiện tại mà nói thì hẳn ý định này của ô vân lương căn bản không có hy vọng thành công à đây là thư phụ thân ngươi gửi tới thiết bổ thiên rút ra một phong thơ đưa cho ô thiến thiến đa tạ thái tử ô thiến thiến có chút hưng phấn nhận lấy thật ra thì ô vân lương đưa tới ba phong thư một phong cho bạo cùng lôi một phong cho ô thiến thiến phong còn lại là gửi trực tiếp cho thiết bổ thiên dĩ nhiên trừ hai người trong cuộc đó thì ai cũng không biết nội dung trong lá thư mà ô vân lương gửi cho thiết bổ thiên có cái gì nhìn theo ô thiến thiến rời đi thần sắc trong mắt thiết bổ thiên biến ảo vài lần rốt cục khẽ cúi đầu thở dài bỗng trong lòng lại nghĩ tới tới vị sở diêm vương kia không nhịn được mà giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu cách làm việc của vị sở ngự tọa này quả đúng là làm cho người ta nhìn không thấu nổi trong khoảng thời gian ngắn ngủi này các thủ đoạn hay hành động của hắn đều có thể nói là tầng tầng lớp lớp thậm chí ngay cả lai lịch của hắn chuyện vốn đã rõ ràng như vậy mà cũng bị hắn làm cho tới mức khó bề phân biệt nữa. Sở dương xuất thân từ thiên ngoại lâu, đây cũng vốn không phải là việc bí mật gì nữa, nhưng tới giờ thì hắn lại một mạch theo diệt ra cho mình thêm mấy phần lý lịch nữa. Đầu tiên là con cháu thế gia, bởi gia cảnh suy tàn mà lưu lạc giang hồ, thứ hai là hậu nhân của một vị tướng quân thiết vân đã chết trận, ba nữa là đồ đệ đắc ý của một cao nhân ẩn thế, truyền rằng có năng lực hàng long phục hổ, thứ tư thì lại là quan môn đệ tử của một vị đại nho uyên bác mặc dù trói gà không chặt nhưng trong ngực một bồ hùng tài đại lược tới thứ năm thì lại đã là con cháu của các gia tộc từ trung tam thiên xuống rèn luyện hơn nữa mỗi một thân phận đều có nhân chứng vật chứng rõ ràng cho dù có cho người đi điều tra thì cũng có thể chứng thực rõ ràng thiết bổ thiên thật sự không hiểu nổi sở dương làm dối tinh mù lên như vậy là để làm cái gì nữa trong khoảng thời gian này mặc dù hành tung của sở dương rất bí ẩn nhưng bất quá thiết bổ thiên lại biết chắc là hắn đang ra sức phát triển thiên binh cát đối với cái thiên binh các này thì thiết bổ thiên cũng rất mong đợi mặc dù biết đây là thế lực thuộc về cá nhân sở dương nhưng hắn cũng rất tin tưởng rằng một khi đã đến thời khắc mấu chốt thì thiên binh các cũng sẽ ra tay mà thôi bạn đang đọc truyện tại ww chuyện phun thiết bổ thiên muốn dùng sở dương để dẫn dắt bổ thiên các ra sức cho thiết vân hỏng đánh bại đệ ngũ khinh nhu nhưng tất nhiên sở dương cũng muốn lợi dụng cuộc chiến tranh đoạt thiên hạ này để chui luyện ra lực lượng cùng thế lực của chính mình đây là quan hệ đôi bên cùng có lợi còn việc sau khi thiên hạ thái bình. Hừ, nói thẳng, thiết bổ thiên bây giờ còn thật không có cái hy vọng chắc thắng xa vời gì gì đó. Cho nên hắn cũng chẳng buồn nghĩ tới vấn đề này cho mệt óc. Cũng trong thời gian này, tại phủ tể tướng nơi đại triệu đế quốc, đệ ngũ khinh nhu ngồi ở trên ghế, ánh mắt thâm thúy nhìn một chồng tin tức trên bàn, thần sắc bình tĩnh. Nhưng ngón tay cũng khe khẽ đánh nhịp trên tay ghế, động tác rất chậm chạp, cơ hồ phải cách một thời gian rất dài thì mới gõ xuống một lần vậy. Đối diện hắn, mấy người đang ngồi cũng không ai dám mở miệng phá vỡ im lặng bởi vì động tác này vốn đại biểu cho việc đệ ngũ khinh nhu đang suy tư vấn đề gì đó sở diêm vương ha 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 đệ ngũ khinh nhu cười nhạt chậm rãi nói vị sở diêm vương này có thể dám khinh thường hắn sao những lời này tựa hồ là câu hỏi lại tựa hồ cũng là tự hắn đang cảm thán mọi người tại đây ai cũng không nắm được ý tứ của đệ ngũ khinh nhu lúc này liếc nhau một cái rồi đồng loạt cẩn thận lựa chọn im lặng vị sở diêm vương này vừa lên nắm quyền đã moi ra nhiều người của chúng ta như vậy các ngươi có thể đoán một chút xem hắn dùng phương pháp gì không đây đệ ngũ khinh nhu chậm rãi nói phương pháp tất cả mọi người sửng sốt thân phận đám gian tế kia cũng đều đã trải qua kim mã kỵ sĩ đường tỉ mì an bài vô luận từ mặt nào mà nói thì cũng không hề còn có chút sơ hở nào mới được phái đi hiện muốn để cho bọn họ suy nghĩ vấn đề kia thì quả thật trong lúc nhất thời đúng là không thể nghĩ ra nổi vấn đề không phải ở phía chúng ta mà là ở trên người gã Sở Diêm Vương kia." Để Ngũ Khinh Nhu trầm trầm nói, hắn đã dùng phương pháp hoàn toàn ngược lại với lẽ thường để truy tìm gian tế. Với mỗi người, đầu tiên hắn sẽ coi người đó là gian tế đã, sau đó mới từ tiền đề này mà đi tra ra chỗ sơ hở, như vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ví dụ như đối với các quan viên, thì hắn sẽ chuyên chĩa mũi đánh hơi những chỗ hết sức bình thường hoặc những chỗ tốt, hay nói cách khác hắn sẽ tập trung dò xét những quan viên thanh liêm, giữ mình trong sạch, cần mẫn chăm chỉ, Hắn sẽ đặc biệt từ những người như vậy mà lựa ra điểm bất thường. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng, Sở Diêm Vương này không đơn giản. Chương 107, xuất động đồ dương. Ý của đại nhân, thuộc hạ còn chưa hiểu lắm. Một trong sáu người ngồi bên phải lên tiếng, năm người còn lại ai cũng gật đầu đồng ý với hắn. Những quan viên như vậy thường phải thăng chức mới đúng lẽ. Vị Sở Diêm Vương này lại tinh tế nhắm vào điểm đó để lần ra. Không chỉ hắn, mà ngay cả chúng ta cũng hiểu cho nên nội tuyến do ta an bài đều có năng lực lòng trung thành và sự tận tâm hơn nữa còn không được tham ô để tạo thế sau đó từng bước đi lên vị trí cao lúc đó mới cho chúng ta lợi ích lớn nhất người đang giải thích không phải để ngũ khinh nhu mà là một người ngồi bên cạnh hắn điều quan trọng nhất đối với một kẻ làm nội tuyến đó là chiếm được tín nhiệm của đối phương và từng bước đề cao địa vị của mình nhờ vậy mà vào thời khắc mấu chốt mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất chúng ta có thể nghĩ được điều này thì sở diêm vương cũng có thể Chính vì vậy mà người của chúng ta ở Thiết Vân mới tổn thất thảm trọng. Tên còn lại sâu kín nói. Người vừa nói chuyện có dáng người gầy mảnh, nếu bảo hắn nằm xuống đất rồi cho một người ngồi lên, e rằng người đó sẽ tưởng rằng mình đang ngồi trên một cây trúc luôn. Nhưng nếu người của chúng ta không làm vậy, thì sao có thể có địa vị cao ở Thiết Vân được? Vị hán tử có phong thái hào sảng vội vàng nói, điều này không phải là rất mâu thuẫn. Cũng chưa hẳn. Một trung niên văn sĩ có tròm dâu dê mỉm cười, hắn có thể điều tra nhưng cuối cùng cũng chẳng thể tìm được cái gì, bởi có một số người ngay cả hắn đã có sự hoài nghi nhưng cũng không dám động vào. Cũng không thể võ đoán rằng hắn không dám động. Người vừa nói chính là đệ ngũ khinh nhu, một kẻ lõi đời mang danh kiêu hùng. Giờ phút này trên mặt bắt đầu lộ ra vẻ sầu lo. Hắn trầm tư một hồi rồi mới thấp giọng nói, tên sở diêm vương này ra tay một lần ở bổ thiên các, khiến chín nội tuyến phải bỏ mạng. Đối với quan trường thiết vân ra tay sáu lần, mục tiêu chính xác, tâm ngoan thủ lạt, không bỏ sót dù chỉ một chút. Kẻ này là người có sức uy hiếp lớn nhất ở Thiết Vân. Hơn nữa, trong lúc thanh trừng nội gián ở Bổ Thiên Các, vị sở diêm vương này đã từng tuyên bố một câu. Trên mặt đệ ngũ khinh nhu lộ ra tia thưởng thức, ta không cần chứng cớ, chỉ cần hoài nghi là giết. Người này hành sự quả quyết, tính cách hung tàn. Hơn nữa phong cách làm việc của hắn thường kiếm tẩu thiên phong, y nói không giống với lẽ thường. Đệ ngũ khinh nhu dứt khoát, mức độ nguy hiểm của người này không giới thiết bổ thiên đâu. Nói xong hắn xoay người lại, đưa lưng về phía mọi người và âm trầm nói tiếp, ngay khi nhận được tin tức này, ta đã sai người chuẩn bị vô hình chuẩn triệu hồi số 1. Nếu phát hiện sự tình không đúng thì không cần băn khoăn, phải lập tức rút về. Sao? Mọi người cùng ồ lên ngạc nhiên. Chẳng lẽ mọi chuyện đã nghiêm trọng tới mức này sao? Trong khi tất cả còn đang cân nhắc thiệt hơn, thì Đệ Ngũ Khinh Nhu đã làm ra phản ứng mãnh liệt như vậy. Mặt khác, Kim Mã kỵ sĩ đường xuất động một vị vương tọa mang theo một số cao thủ tiến đến Thiết Vân. Nếu mà số 1 không có chuyện gì thì giết sở dương sau đó trở về. Còn nếu số 1 gặp phải tình cảnh nguy hiểm thì giết sở dương, rồi mang số 1 trở về. Lệnh cho hắc mã kỵ sĩ cùng thiết mã kỵ sĩ ở thiết vân toàn lực phối hợp. Kế hoạch này tên là Đồ Dương. Trong mắt xẹt qua một tia sát khí, đệ ngũ khinh nhu liên tiếp ra lệnh một cách dứt khoát. Thiết bổ thiên. Ngươi cho rằng sở diêm vương có thể giúp ngươi mọc thêm một đôi cánh hay sao? Trước tiên hãy xem ta phế bỏ hắn. Tướng ra, đây chính là thành quả của 13 năm, hao phí biết bao tiền bạc của cải mới. Chẳng lẽ cứ như vậy mà buông xuôi? Trung niên văn sĩ có tròng dâu dê không cam lòng nói. Chỉ mong là ta lo lắng quá nhiều. Sắc mặt đệ ngũ khinh nhu trở nên âm trầm, nhưng lúc này không phải là thời gian cho các ngươi nghi ngờ. Lập tức làm theo lệnh của ta, đồng thời bắc phương ngũ đại quân đoàn tiến về phía trước 100 dặm. 100 dặm. Mọi người trở nên ngơ ngác. Chẳng lẽ tướng giao muốn khai chiến? một trăm dặm đó là lãnh thổ của Thiết Vân mà. Tuy rằng nơi đó không có thôn trấn gì cả, nhưng chẳng lẽ binh sĩ của Thiết Vân lại chịu để yên. Làm theo những lời mà ta vừa nói. Lưng của đệ ngũ khinh nhu dường như khỏng xuống, mắt có cảm giác nặng nề. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng cầu khẩn, chỉ mong là còn kịp. Đột nhiên hắn mở to mắt ra, nói một cách rồn rập, bất kể là ai đi nữa, cũng không được đụng tới thiết bổ thiên. Mọi người nối đuôi nhau thối lui, đệ ngũ khinh nhu quay người lại trong mắt hắn lóe ra tinh quang dò xét một cỗ thần sắc kỳ vọng hiện lên hắn lẩm bẩm một mình nếu ngươi xứng đáng là một đối thủ chân chính như vậy thì chiêu này của ta xem ngươi đỡ làm sao nói xong hắn nhẹ nhàng lắc đầu hơi mỉm cười nhìn lướt qua bầu trời trong xanh phía xa kia qua cửa sổ phương hướng đó chính là thiết vân đệ ngũ khinh nhu cứ ngẩn người ra mê mẩn nhìn như vậy một lúc lâu sau hắn mới nói lấy tư liệu của thiên ngoại lâu trong khoảng thời gian này ra đây cho ta O không o từ phủ thừa tướng, đệ ngũ khinh nhu hất mạnh tay tung một con chim màu trắng lên trời. Sau khi bay một vòng nhỏ xác định phương hướng, nó ẩn mình vào những đám mây trắng trên trời bay đi mất dạng. Vô hình chuẩn. Đó chính là kỳ vật của đại lục Cửu Trọng Thiên. Nó có thể thay đổi màu sắc, ẩn vào bầu trời, là linh vật truyền tấn cao cấp nhất. Tốc độ phi hành của nó nhanh hơn hùng ưng gấp 3 lần, hơn nữa có thể không cần ăn uống mà phi hành suốt một ngày đêm với tốc độ của nó thì chỉ cần nửa ngày là có thể bay từ Đô Thành Đại Triệu, tới Thiết Vân Thành. Sau nửa canh giờ, tại phía bắc đại môn Đô Thành Đại Triệu, có ba đầu hắc sắc kỵ mã đang chạy như bay. Ba gã kỵ sĩ trên lưng ngựa vung roi hết sức, tiếng vó ngựa như sấm rội vang vọng khắp nơi. Trong nháy mắt, từ cửa thành chỉ còn nhìn thấy một luồng khói bụi mù mịt. Thiên lý bảo mã, toàn bộ đại lục chỉ có vài thớt, thế mà ở đây lại không tiếc sức ngựa chỉ dùng để di chuyển một quãng đường ngắn. Mục tiêu là Thiết Vân Thành, ở không ở lúc này vị ám dạ khiêu chiến giả sở dương mới đánh xong một trận đang từ trong võ quán lưu tinh bước ra hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi để khôi phục lại dung ngạo của mình tẩy sạch dấu vết của ám dạ khiêu chiến giả sau đó mới bước đi trong lòng cảm thấy hơi tiếc nuối bạn đang đọc chuyện được lấy tại chấm cơm nếu lưu tinh lực của vị quán chủ lưu tinh võ quán này cao hơn một chút thì dưới áp lực của hắn bước đầu mình đã có thể dung hợp tương thủy nhu lực với cửu trọng thiên thần công trước mắt sở dương vẫn đang gặp bình cảnh hắn có cảm giác sẽ có thể đột phá chỉ trong găng tấc nhưng thủy chung vẫn bị một đường chỉ mỏng manh cản lại chỉ mỏng như một tờ giấy thế nhưng lại chậm chạp khiến hắn không thể vượt qua cảm giác này thật là vô cùng khó chịu việc lĩnh ngộ này phải chọn một đối thủ có công lực thích hợp không cao quá mà cũng không quá thấp nếu không thì không thể nào thành được còn có một loại lĩnh ngộ dưới áp lực của sát khí thế nhưng lúc luận bàn cùng người khác thì không thể xuất hiện loại sát khí này sát khí là do tâm sinh ra trong lòng không có sát ý thì không thể tạo ra sát khí đó chính là điều bất đắc dĩ của sở dương may mắn rằng công lực của hắn chưa cao cho nên vẫn có thể tìm được một đối thủ xứng tầm chứ nếu cảnh giới cao gặp bình cảnh mà phải đi tìm thế này thì đúng là khó hơn cả hái sao ở trên trời ở trên đỉnh cao sẽ tịch mịch đến giờ này sở dương mới cảm nhận được đối thủ thật khó cầu không có áp lực sẽ không thể đột phá nhưng nếu đã có áp lực thì điều tiên quyết là hắn phải bảo toàn mạng sống dưới áp lực đó khó trách những cao thủ đỉnh phong thường phải khổ sở đi tìm đối thủ. Nếu chỉ là đơn thuần giao chiến sinh tử thì dễ dàng hơn nhiều. Nhưng nếu muốn trong lúc đối địch mà vẫn có thể lĩnh ngộ thì đúng là, nằm mơ giữa ban ngày, nếu đã đứng trên đỉnh kim tự tháp, ngay cả kẻ thù cũng không có thì lấy đâu ra đối thủ đây, bởi trong lòng đang có suy nghĩ nên sở dương đi chậm lại. Thời gian vẫn còn sớm, có lẽ nên đi lưu thúy hồ đã. Hắn nghĩ thầm rồi xoay người lại, đi về cửa nam của lưu thúy hồ nghĩ đến Lưu Thúy Hồ, đương nhiên Sở Dương khó tránh khỏi nghĩ tới Cố Độc Hành. Đã hơn 20 ngày rồi, tên đó hẳn cũng nên trở lại rồi mới đúng chứ. Không biết khi hắn trở lại, chứng kiến mình chỉ dùng hơn 20 ngày, từ vũ vĩ lục phẩm tăng lên tới vũ sĩ cửu phẩm đỉnh sẽ có phản ứng gì nhỉ? Chương 108, khinh vũ. Nghĩ đến đây, Sở Dương không khỏi mỉm cười. Để tăng lên ba cấp bậc như vậy cũng không phải là chuyện đơn giản đâu đấy. Đầu tiên phải tịch thu, gom góp các loại linh dược, sau đó cửu kiếp kiếm sẽ tinh chế hỏng ép ra tác dụng tốt nhất của thuốc, rồi mới dùng. Hai nữa là hơn hơn 20 ngày này mình đánh đấm cả 4 năm chục trận lớn nhỏ, đánh tới mức toàn thân nhức nhối, đau buốt. Cái giá phải trả không nhỏ chút nào. Phương pháp luyện công như vậy thì sở dương dám khẳng định chính là tự ngược đấy. Không được phép né tránh mà chỉ toàn lấy cứng đối cứng. Hơn nữa lại không dùng tới sát chiêu, lại càng không thể sử dụng cửu kiếp kiếm. Đơn giản là nếu như vác kiếm ra cho con nhà người ta một nhát xong đời, thì lấy quái gì để mà lãnh ngộ nữa chứ? Nhưng thực tế thì công lực của mình lại không bằng người ta. Đây chẳng phải là tìm cách để bị ăn đòn thì còn là gì nữa. Sở Dương đang miên man suy nghĩ, thì bỗng từ phía cửa thành vọng đến một tiếng gào thét điên cuồng, kinh thiên động địa, đỗ thế tình ở đâu? Đỗ thế tình, ngươi mau lăn ra đây cho ta. Thanh âm chất chứa vô tận hoảng loạn xen thêm một chút thống khổ. Người phát ra tiếng kêu gào này chắc chắn công lực vô cùng thâm sâu. Sở Dương giật mình ngoảnh đầu về phía cửa thành tự hỏi, ai tới đây vậy? người này công lực rất cao a à, em à hắn tìm đỗ thế tình làm cái gì thanh âm này mặc dù còn cách khá xa nhưng không hiểu sao trong lòng của sở dương bỗng nhiên cảm thấy nóng gian như lửa đốt tựa hồ có chuyện không hay đang xảy ra vậy sở dương lập tức hướng phía cửa nam phóng đi hắn không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy chỉ biết trong lòng bỗng nhiên cực kỳ hoảng hốt tại sao lại vậy chứ thanh âm kia vẫn không ngừng kêu gào gọi tên đỗ thế tình sự khẩn trương cùng hoảng loạn chất chứa trong đó khiến người nghe có thể dễ dàng nhận ra rằng tâm trí người này đang rối bời bời, càng lúc càng gần. Thân hình của Sở Dương lúc này tựa như đang xé gió mà lao về phía trước. Nơi cửa thành, một đại hán áo đen đang cõng một người trên lưng như một cơn lốc xông vọt qua. Đám binh sĩ giữ cửa còn chưa kịp có chút phản ứng gì, thì chỉ thấy hai mắt hoa lên một cái, cảm giác như là một cơn lốc màu đen vừa quét qua trước mặt rồi cuốn đi xa, mất hút trên con đường lớn vào thành. Một binh sĩ có phản ứng mau lẹ nhất vừa chớm định ngăn cản, thì bỗng bị đánh bay lên không tgng tay chân khua khoáng loạn xạ máu tươi không ngừng bắn ra tung tóe người nọ xuống tay ra sao không một ai thấy rõ đứng lại đám cao thủ cùng quan quân trấn thủ thành ào ảo nhảy lên chặn đại hán này lại một thân ảnh màu trắng nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt đại hán áo đen hai thân ảnh một đen một trắng giao nhau trong chớp mắt bang bang hai âm thanh chát chúa vang lên bóng trắng rên lên một tiếng thảm thiết bị đánh văng xuống dưới máu tươi trong miệng không ngừng phun ra trong khi rơi xuống thì thân thể còn vang lên những tiếng xương cốt gãy vụn răng rắc. Nhưng nhờ vào một chớp mắt này mà bảy tám thân ảnh khác đã kịp thời lợi dụng, để đem đại hán áo đen kia chặn lại. Đà lao tới khí thế của đại hán áo đen bị chặn đứng, hắn giận dữ hét lên với ánh mắt cuồng loạn, tránh ra. Gọi đỗ thế tình tới gặp ta ngay. Làm càn. Đỗ thế tình là do thiết bổ thiên tự mình nghênh đón vào hoàng cung, điều này ai ai cũng biết. Hiện giờ đỗ thế tình đang ở trong hoàng cung để chữa bệnh cho quốc quân, của thiết vân quốc sao có thể để cho người khác quấy dày đây? Tránh ra! Trên khóe miệng của đại hán áo đen lúc này cũng đang dỉ máu, hiển nhiên hắn cũng đã bị nội thương, nhưng một thân khí thế vẫn toát ra hừng hực. Nhìn thấy trước mặt có bảy tám người cản đường, bốn phía lại có binh sĩ vây quanh, hắn không khỏi giận dữ, mạnh mẽ vận công rồi xuất thủ nhanh như chớp. Hắn vừa xuất thủ, tức thì kinh khí cuồn cuộn tựa phong ba bão táp, thế không thể đỡ, bảy người đối diện với hắn đồng loạt hoảng hốt kinh hô, tôn cấp cao thủ, rồi không một giây chậm trễ toàn lực nghênh tiếp. Khóe miệng đại hán nhếch lên giữ tợn giống to, nếu không tránh đường, tất cả đều phải chết. Kình khí bao la từ trong lòng bàn tay hung hăng phát ra. Ngay cả trong tình thế hung hiểm này, thì một tay của đại hán vẫn vòng ra sau vững vàng ôm lấy người nằm trên lưng mình. Còn người nằm trên lưng hắn, thì từ đầu tới giờ vẫn lặng yên nằm gục trên lưng không động đậy, thân hình được bọc kín trong một tấm áo choàng rộng thùng thình khiến người ngoài nhìn vào, cũng không thể thấy rõ hình dáng ra sao rồi tuy nhiên căn cứ vào thể tích của chiếc áo bọc thì có thể thấy đó là một người vô cùng gầy yếu hẳn là một đứa bé mới phải đùng âm thanh đanh gọn vang lên khi kình lực của bảy người hợp lại va chạm với trưởng lực của đại hán áo đen tiếp đó cả bảy người đều bị đánh văng ra bốn phía sắc mặt tái nhợt rõ ràng đối phương còn chưa xuất toàn lực thực lực cường đại của đại hán áo đen này không khỏi khiến cho người ta phải nảy sinh cảm giác khiếp sợ rồi bệnh tình của người thân các hạ ra sao mà phải tìm đỗ tiên sinh cho bằng được thế phía dưới một gã quan quân để khí lớn tiếng nói nhưng hy vọng các hạ hiểu nơi này là thiết vân thành mà đỗ tiên sinh thân phận cao quý các hạ càng vội vàng gây chuyện thì chỉ càng khiến cho việc chữa thương của người thân bị chậm đi mà thôi kính mong các hạ suy nghĩ kỹ nghe vậy toàn thân đại hán áo đen chấn động xoát một tiếng từ không trung đáp xuống vươn tay một cái tóm lấy gã sĩ quan rồi gấp gáp quát hỏi người biết đỗ thế tình à hắn đang ở đâu mang ta đi gặp hắn mau chuyện này hạ quan không thể làm chủ sĩ quan kia tuy ngực đang bị tóm chặt nhưng lại không hề tỏ ra sợ hãi mà ngang nhiên nói mặc dù võ công của các hạ cao mấy đi nữa thì chuyện gặp đỗ tiên sinh cũng không phải chỉ dựa vào võ công cao cường là có thể quyết định được có dũng khí đại hán áo đen chậm rãi buông tay trong đôi mắt vốn hẳn lên những tơ máu bỗng rực sáng như con sói đói thấy mồi ngon nhưng lúc này thì giọng nói của hắn cũng đã bình tĩnh phần nào vậy làm thế nào để gặp được đỗ thế tình một cách nhanh nhất hả sĩ quan kia tuy nhất thời nhanh trí đứng ra dùng lời nói để khiến đại hán tạm dừng tay thế nhưng đỗ thế tình đang ở trong hoàng cung chỉ một viên quan nho nhỏ như hắn thì làm sao có thể biết cách giải quyết đây cho nên trên mặt hắn liền toát ra vẻ khó xử đại hán áo đen nghiến răng giận dữ quát ngươi gạt ta tay hắn nâng lên muốn cho tên sĩ quan này một trưởng toi mạng thấy vậy thì đám binh sĩ bốn phía xung quanh súng lại hô vang đao kiếm tuốt khỏi vỏ sáng loáng cả cửa thành đại hán kia không một chút kiêng rè trầm giọng quát nếu dám làm chậm trễ chuyện của ta hừ hừ ông mày làm cỏ toàn bộ thiết vân thành thì cũng có sao chẳng lẽ ông mày lại ngại giết thêm vài mạng người sao chứ nói đoạn đưa tay lên chuẩn bị xuất thủ mắt không thèm chớp lấy một cái dừng tay một bóng đen lướt đến như chớp người còn chưa đến nơi thì đã ở trên không trung hô vọng tới người muốn gặp đỗ thế tình phải không cứ nói với ta là được đi đại hán kia nghe được những lời này thì bàn tay vốn đang vỗ xuống bỗng vụt thu hồi lại một khắc trước kinh lực còn đang mãnh liệt tuôn trào chừng như không thể ngăn chặn, vậy mà chỉ một khắc sau đã biến mất tựa gió thoảng mây bay. Người vừa gấp gáp lướt đến chính là Sở Dương, khi thấy được công phu thu phát tùy tâm này của đại hán thì hắn cũng giật mình sực tỉnh, cao thủ vương cấp. Đại hán ngẩng đầu nhìn Sở Dương đang che mặt, bỏ mặt nạ ra. Những kẻ giấu đầu giấu đuôi như vậy, lão tử không ưa, cũng chẳng thể tin tưởng nổi. Ngươi muốn gặp Đỗ Thế Tình hay là muốn ta gỡ mặt nạ đây? Sở Dương khẽ hừ lạnh, nếu có thể lấy xuống thì ta còn bịt mặt để làm gì chứ? Đại hán hừ một tiếng rồi dùng đôi mắt sắc bén tựa chim ưng nhìn sở dương, người biết độ thế tình ở đâu sao? Đương nhiên là biết. Tuy nhiên, nếu không phải là chuyện trọng yếu thì ai cũng không được quấy dày đỗ tiên sinh. Sở dương nói, ta cũng cần phải biết chắc rằng người kia là bị thương hay chỉ bị bệnh mà thôi. Có cần tới chính đích thân đỗ tiên sinh đến khám hay không? Đại hán áo đen hung hăng nhìn chằm chằm sở dương, ánh mắt tựa như muốn ăn thịt hắn vậy nếu chỉ là vết thương nhỏ hay những căn bệnh bình thường thì trong nội thành có rất nhiều y quán có thể chữa khỏi sở dương không thèm quan tâm đến ánh mắt của đại hán mà nói kỳ thật trong lòng hắn càng lúc càng cảm thấy kích động hắn có cảm giác rằng giữa đại hán này với mình hẳn tồn tại một mối liên hệ nào đó nếu không thì tại sao hôm nay tâm lý vốn cực mạnh của mình cũng hoảng loạn tới vậy được tất cả tránh ra đi không có việc gì đâu sở dương quét mắt bốn phía đồng thời trong tay phải xuất ra một lệnh bài sáng loáng phía trên có khắc hai chữ rất rõ ràng, Bổ Thiên, người của Bổ Thiên Các. Các quan quân đang vây quanh lập tức hít một hơi khí lạnh. Tránh ra, tránh ra, chúng ta lui ra thôi. Quân lính đang vây quanh ngay lập tức tản ra. Mấy tên quan quân đều xoa xoa cái chán, trong lòng bọn hắn vẫn còn nguyên cảm giác hoảng sợ. Lúc đầu bọn hắn nhìn cái thằng che mặt này trong lòng cũng có đôi chút khó chịu, muốn bắt hắn lột cái mặt nạ kia xuống. Nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy mình vô cùng may mắn vì đã không làm thế thì ra là người của sở diêm vương thật may mà chưa dây dưa với hắn ánh mắt của đại hán áo đen bỗng trở nên ôn hòa hắn nhẹ nhàng chuyển người đang nằm trên lưng ra ôm trước ngực động tác hết sức cẩn thận tựa như sợ kinh động đến người bệnh kia hắn nhẹ nhàng vạch áo choàng ra rồi nói đây là tổn thương mà cũng là bệnh nếu có thể dễ dàng chữa được thì ta đâu cần phải từ ngàn dặm xa xôi chạy đến thiết vân thành này chứ e rằng ngay cả đỗ thế tỉnh cũng nói xong hắn khẽ thở dài nhưng lúc này sở dương đã không còn nghe được hắn nói gì nữa vào cái lúc ngay khi chiếc áo choàng kia được vạch ra thì sở dương bỗng nhiên máu nóng sôi trào hai mắt hoa đi chỉ thiếu chút nữa thì hắn cũng hôn mê bất tỉnh rồi chẳng trách tâm thần của mình bỗng khác thường như vậy thì ra nội tâm sở dương bỗng cảm thấy chua sót nhói đau đôi mắt của hắn cũng nhòa đi trong dòng suối lệ khi nhìn thấy người bị thương này thân thể hắn chấn động dữ dội tựa hồ gom hết tất cả bộ phận của cơ thể mình cũng như gom cả linh hồn mới kêu nên lời hắn rên lên một tiếng thống thiết, thanh âm run rẩy tựa như đang mê sảng, "Khinh Vũ." Chương 109, "Nàng là mạng của ta." Vào lúc này, thời gian dường như đứng lại. Tất cả mọi người xung quanh, ngay cả đất trời cũng biến mất. Trong mắt của Sở Dương chỉ còn lại một khuôn mặt diễm kiều này mà thôi, "Khinh Vũ, Khinh Vũ." Cuối cùng nàng cũng xuất hiện. Nàng thật sự xuất hiện rồi. Kim Sinh Vi Quân Vũ, Sinh Sinh Vi Quân Vũ, thiên chiết tâm bất biến, vạn tử do bất khổ, tạm dịch, chọn kiếp này vì chàng mà mua sống vì chàng chỉ có chàng thôi dù cho vật đổi sao rời vạn lần chết, cũng không lời oán than. Khinh vũ, ta đang cố tồn tại là vì ai? Vì nàng. Vì nàng đó. Hàng mi cong vút, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần giờ trở nên tái nhợt, đôi mắt to vốn dĩ vô cùng linh động giờ cũng nhắm chặt lại, khuôn mặt nàng tràn đầy vẻ thống khổ. Đôi môi khô héo mím chặt, trên ngực của nàng có một vết thương, nơi đó khiến cho bộ bạch y của nàng nhuốm một màu đen thẫm. Hắc ma, đồng tử sở dương co rút lại, hắn gầm lên giận dữ. Vết thương này là đặc thù của hắc ma thế gia không thể nào nhầm lẫn. Thời khắc này, sở dương đột nhiên hiểu thấu một số nghi vấn vốn đã tồn tại từ trong kiếp trước. Trước ngực mạc khinh vũ có một vết thương, mà vết thương này chính là trở ngại lớn nhất trên con đường tấn thăng võ đạo của nàng. Chính bởi vì nó cản trở cho nên thành tựu cao nhất trong cuộc đời của mạc khinh vũ, chỉ có thể dừng lại ở vũ tông mà thôi, rõ ràng nàng có thiên tư hơn người. Nhưng chỉ vì nguyên nhân này mà sau khi đạt được vũ tông, thì thể tiến thêm bước nào nữa? Bởi vì sau Vũ tông là võ tôn, mà muốn tu luyện võ tôn thì cần phải rèn luyện lục phủ ngũ tạng. Với vết thương như thế này thì hiển nhiên chuyện đó không bao giờ có thể thành công. Mạc Khinh Vũ đã từng nói rằng lúc nhỏ nàng đã bị thương, hơn nữa lúc ấy do không cứu chữa kịp thời mới để lại di chứng. Sau này khi về đến nhà thì nội thương đã thành, không cách nào chữa được. Khi Mạc Khinh Vũ kể về chuyện đó, thần sắc nàng nhuốm vẻ buồn bã cùng không cam lòng. Nàng còn nói thêm rằng thời điểm ấy còn có một vị thúc thúc mà nàng rất mực thương yêu vì nàng mà phải bỏ mạng oan uổng cũng vì thế nên khi mặc khinh vũ bị người ta phục kích mới không thể nào phá vây khiến ngọc nát hương tan ngươi là ai tại sao lại biết tiểu thư nhà ta đại hán áo đen dùng ánh mắt hồ nghi nhìn sở dương người này bịt kín mặt mũi nhìn có vẻ vô cùng thần bí thế nhưng khi nhìn thấy tiểu thư thì trong mắt hắn phát ra tinh quang mãnh liệt ngập tràn sự hoảng hốt rồi khi hắn trông thấy thương thế của tiểu thư ánh mắt hắn lại biểu hiện sự phẫn nộ giống như muốn đốt cháy tất cả. Thần sắc biểu hiện sự đau lòng của hắn giống y như trái tim bị ai đó bóp nát. Đó là một cảm giác đau đớn đến cực điểm. Hết thảy mọi điều đó khiến cho đại hán áo đen hoàn toàn yên tâm. Ánh mắt này như nói lên rằng, cho dù bản thân hắn phải bị thương một vạn lần, cũng không để cho tiểu thư chịu bất kỳ thương tổn gì. Tâm tình vừa thả lỏng được một chút thì đại hán cơ hồ lào đảo muốn ngã quỵ, hắn dùng hai tay giữ thăng bằng rồi cố lê bước đến trước mặt sở dương, tiểu thư giao cho ngươi, xin hãy cứu tiểu thư. Sở dương vội đưa tay đón lấy thân hình nhỏ nhắn kia, trong lòng hắn cảm thấy xúc động khôn cùng. Thấy sở dương đã đón lấy mạc khinh vũ, đại hán áo đen như chút được tảng đá đang đè nặng trong lòng, hắn lào đào suýt té. Gương mặt tràn đầy sự mệt mỏi, mặc dù hắn muốn cắt bước nhưng lại không thể nào nhúc nhích. Bạn đang đọc chuyện được lấy, tại chấm cơm, ngươi không sao chứ. Trong lòng sở dương đang nóng như lửa đốt, hắn chỉ muốn ôm mạc khinh vũ đi tìm đỗ thế tỉnh ngay lập tức nhưng mắt thấy tình trạng đại hán áo đen như vậy, hắn lại không thể rời đi được. Tiểu thư thọ thương, trên đường đi, ta phải dùng nguyên khí để kéo dài tính mạng cho cô ấy. Đại hán áo đen nở nụ cười vô lực. Sở dương lập tức tỉnh ngộ. Thì ra hắn cũng đang bị thương, nhưng trên đường đi lại dùng nguyên khí để kéo dài sinh mạng cho mạc khinh vũ. Mặc khác còn phải duy trì tốc độ nhanh nhất, để đến được thiết vân thành tìm đỗ thế tình. Nếu không phải nhờ tinh thần kiên trì chống đỡ thì e rằng, hắn đã kiệt sức dọc đường rồi sở dương một tay ôm lấy mạc khinh vũ một tay tóm lấy cánh tay của đại hán áo đen rồi quay đầu hét lên người đâu nhanh chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa người đi trước đi tiểu thư không chống chọi được bao lâu nữa đâu ta không sao đại hán áo đen suy yếu lắc đầu khẽ gắng ngượng thoát khỏi cánh tay của sở dương rồi đẩy hắn nhanh đi thân tâm sở dương nóng lên rõ ràng đại hán áo đen yêu thương mạc khinh nhu còn hơn bản thân hắn nữa nhưng tình trạng của Mạc Khinh Nhu lúc này chẳng khác nào chỉ mảnh treo chuông, thật sự không thể chỉ hoãn. Sở Dương chỉ còn cách đem một phần chân khí của mình truyền cho đại hán kia. Sau khi vận chuyển xong một chu thiên, hắn mới nói, "Các người đưa vị tiền bối này đến Bổ Thiên Các tìm Ô Thiến Thiến giúp ta." Sau đó hắn ôm lấy Mạc Khinh Vũ chạy như bay ra ngoài. Quan quân thủ vệ cửa thành lại càng hoảng sợ. "Ô Thiến Thiến, đó chẳng phải là vị La Sát nữ luôn bên cạnh Sở Diêm Vương đó sao?" Đại hán áo đen chợt biến sắc nhìn thân ảnh của Sở Dương đang dần xa hút, với ánh mắt phức tạp. Mình giờ đã dầu hết đèn tắt, muốn tự mình dùng nguyên khí chữa thương là hoàn toàn không có khả năng, bởi vì lúc này trong đan điền đã rỗng tuếch. Chương 110, đắng hay không đắng? Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng của Sở Dương, Thiết Bổ Thiên cũng hồi hộp đến thót tim. Hắn nhớ Sở Dương đã từng nói qua với hắn về một người, nàng là chủ thần sinh mạng của ta. Không lẽ người nắm giữ sinh mạng của hắn chính là người đang nằm ở đó hay sao? vị tiểu cô trong lòng sở dương này, rõ ràng còn quan trọng hơn cả tính mạng của bản thân hắn. Vậy thật ra vị tiểu cô nương này là ai? Chẳng lẽ là tiểu muội muội của hắn? Dĩ nhiên là thiết bổ thiên sẽ không bao giờ nghĩ tới sở dương, lại nảy sinh tình cảm nam nữ với một tiểu cô nương, như nha đầu này. Nhìn dáng dấp của cô nàng mới độ chừng mười mấy, mấy tuổi đầu, thì làm sao giữa họ có thể phát sinh loại quan hệ kia được chứ? Nhìn sở dương lúc này đang hớp một ngụm thuốc lớn, sau đó giữ lại ở trong miệng mình một hồi lâu để cho thuốc nguội bớt đi, rồi mới tỉ mỉ mớm cho nàng với một sự kiên nhẫn, mà chỉ có thể xuất phát từ một trái tim tràn ngập thương yêu. Thiết bổ thiên không hiểu vì sao đột nhiên lại cảm thấy trong lòng ngổn ngang trăm mối, tim đập loạn xạ. Hắn nhất thời không thể tiếp tục nhìn hai người bọn họ thêm giây phút nào nữa, nên đành quay đầu sang chỗ khác. Chén thuốc cuối cùng cũng đã được mớm xong, sở dương liền đứng thẳng người dậy rồi quay sang hỏi vị thần y, đỗ tiên sinh, thuốc này còn phải cho uống mấy lần nữa. Hôm nay một lần như vậy cũng đủ rồi. Sau khi thuốc chảy vào trong cơ thể, Ngươi hãy giúp nàng đả thông kinh mạch để thuốc có thể phát tán nhanh hơn, như vậy thì đến tối là có thể tỉnh lại. Đỗ Thế Tình ngẩng đầu nhìn sắc trời đã vào chiều mà tính toán thời gian. Đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị thêm mấy thang thuốc cho nàng uống để mau bình phục. Ta nghĩ khoảng chừng sau 7, 8 ngày thì tánh mạng sẽ không còn nguy hiểm và có thể đi lại bình thường. Ngoài ra đa phần nội thương cũng có thể phục hồi như trước, nhưng đáng tiếc nội thương ở tam âm mạch của nàng, cái đó ta cũng bó tay bất lực. Đỗ Thế Tình ngẩng đầu nhìn Sở Dương một chút đoạn nói tiếp hiện tại ở trên đời này không có một thầy thuốc hay bất cứ một loại thuốc nào là có thể chữa được chứng nội thương này ngươi cũng không nên phí tâm sức làm chuyện không có kết quả đỗ thế tình hiển nhiên đã nhìn thấu ý nghĩ trong đầu sở dương nếu không thì lão đã không nhấn mạnh bảo sở dương đừng làm chuyện không đâu lão biết chắc sở dương thế nào cũng sẽ vì tiểu cô nương này mà đi đến tận chân trời góc biển để cầu y vấn dược ai chứ sở dương thì hắn nhất định làm được chuyện này sự bỏ bọc che chở của sở dương Đối với vị tiểu cô nương này đã đến mức liều lĩnh không màng đến gian khổ, điểm này thì ai nấy cũng đều nhận ra. Đỗ Thế Tình có thể không giỏi về các mặt khác nhưng nói đến y thuật thì hắn chính là người có có tiếng tăm vang tận đến Thượng Tam Thiên. Một khi hắn đã nói như vậy thì có nghĩa nội thương của Mạc Khinh Vũ tuyệt đối không còn cách nào cứu chữa. Điểm này Sở Dương đương nhiên biết rõ, hắn cũng hiểu rõ Đỗ Thế Tình muốn nhắc nhở hắn, bản thân đã vất vả vượt qua nhiều trắc trở mới có được ngày hôm nay thì ngàn vạn lần không nên vì một căn bệnh không có hy vọng mà phá hủy cuộc đời của mình. Những thứ thiên tài địa bảo trong truyền thuyết cũng không có hiệu quả sao?" Sở Dương buồn bã hỏi, trong lòng vẫn còn mang một chút hy vọng mong manh. "Có lẽ ngươi không biết đây là chất độc gì, nhưng ta có thể khẳng định chất độc này chính là Hắc Ma chi độc trong truyền thuyết. Nếu không phải chất độc đã vào tới tam âm mạch, thì với y thuật của Đỗ Thế Tình ta, cho dù có phí một ít công sức cũng sẽ hoàn toàn trị dứt không chút trở ngại. Nhưng một khi nó đã ăn sâu vào trong tam âm mạch, thì dù là thần tiên cũng vô phương cứu trị." Đỗ Thế Tình nói một cách nghiêm túc không chút dè dặt hay tỏ vẻ giấu giếm, cho dù bây giờ có gom hết cửu đại kỳ dược trong thiên hạ, như đã được miêu tả trong truyền thuyết thì cũng không có cách nào trị hết hoàn toàn. Đỗ Thế Tình dừng một lát để quan sát Sở Dương rồi nhẹ nhàng nói tiếp, "Sở Dương, điều ta có thể làm là giúp nàng ta tỉnh lại và dùng hết sức mình ngăn chặn thương thế để không ảnh hưởng đến tánh mạng hay tuổi thọ của nàng, như vậy sau này nàng vẫn có thể lập gia đình sinh con mà không gặp phải bệnh tật gì. Nếu vận khí tốt thì vẫn có thể sống lâu đến trăm tuổi." chỉ là nàng không thể dùng đến võ đạo nữa thôi. Với tư cách là một nữ nhân, chuyện đó đối với tiểu cô nương này mà nói thì cũng hoàn toàn bình thường như bao nữ nhân khác thôi." Đỗ Thế Tình nói một cách nghiêm túc. Sở Dương thở dài, đầu cúi thấp, thu thập đủ cừu đại kỳ dược mà cũng không cách nào trị dứt, những lời nói trực tiếp này không khác gì là một đòn đả kích thật lớn đối với Sở Dương, đồng thời cũng phá tan đi niềm hy vọng cuối cùng ở trong lòng hắn. Chuyện này xảy ra đối với những nữ nhân khác có lẽ là không sao. Nhưng đối với Mạc Khinh Vũ thì tuyệt đối không thể được. Nếu không phải vì căn bệnh đáng chết này thì ở kiếp, trước Mạc Khinh Vũ đã không bị người ta mai phục đến phải ngọc nát hương tan. Mạc Khinh Vũ tuy chưa hề nhắc đến gia thế của nàng với hắn, nhưng Sở Dương biết rõ nàng tuyệt đối xuất thân từ một danh môn vọng tộc, bởi đơn giản một gia đình nghèo khổ khó mà có thể bồi dưỡng ra được tính cách cao quý, tao nhã của nàng. Ở kiếp trước, Mạc Khinh Vũ thà rằng tự mình phiêu bạt giang hồ chứ nhất định không chịu về nhà. Đó là vì lý do gì? Chuyện này chắc có liên quan đến thương thế của nàng, cũng có thể là vì bản thân Mạc Khinh Vũ không muốn về nhà, nhất là khi người trong gia tộc không có ai đối đãi tốt với nàng, hoặc giả sử nàng đã bị trục xuất khỏi gia tộc vì một nguyên do nào khác. Nếu một nữ hài tử có được Tam Âm mạch thì nhất định phải được coi là bảo bối hay thiên tài ở trong gia tộc, như vậy thì làm sao có thể cam lòng trục xuất nàng được, trừ phi là là Tam Âm mạch của nàng đã bị phế đi. Nói cách khác là mọi chuyện đều bắt nguồn từ ngày hôm nay. Thương thế này đã tạo thành một tấn bi kịch cho cả cuộc đời của Mạc Khinh Vũ, và nếu như không phải vì thương thế này thì nàng đã không rời khỏi gia tộc, cũng như sẽ không gặp được Sở Dương, từ đó càng sẽ không bị người ta phục kích đến ngọc nát hương tan, cho nên Sở Dương mới không cam lòng. Hắn không cam lòng để Mạc Khinh Vũ cả đời phải gánh chịu thương thế trên người. Cho dù có hắn ở bên cạnh bảo hộ cho nàng, nhưng đâu phải lúc nào hắn cũng có thể ở bên nàng từng giây từng phút được. Không, Mạc Khinh Vũ cần phải có khả năng tự bảo vệ bản thân như vậy sở dương mới có thể yên tâm sở dương vị tiểu cô nương này thật ra là gì của ngươi cho đến bây giờ thiết bổ thiên mới mở miệng hỏi tới vấn đề này thiết bổ thiên vốn chín chắn nên rất hiếm thấy hắn lại tò mò mấy chuyện như vậy mà cũng nhờ câu hỏi của thiết bổ thiên đã đánh thức tâm tư ẩn sâu trong lòng của sở dương phải nàng là của ta sở dương vừa há mồm định trả lời thì lại đột nhiên nhăn mặt phụt 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 đỗ tiên sinh thuốc này là cái quái gì mà đắng quá vậy ta ta ệ Sở Dương cảm giác như miệng của mình lúc này đã biến thành cái cối nghiền thuốc. Cảm giác này thật sự là khổ sở đến cực hạn." Sở Dương mặt nhăn mày nhăn nhó, hai mắt trợn trắng nhìn về phía trước. "Ách, bộ khi nãy ngươi không cảm thấy đắng sao?" Thiết Bổ Thiên lẫn đỗ thế tình không khỏi ngạc nhiên mà hỏi hắn. Sở Dương ngẩn người ra. Vừa rồi hắn đặt hết tâm trí vào Mạc Khinh Vũ nên khi thấy nàng nuốt vào không được, liền không chút do dự mà mớm thuốc cho nàng nên cũng chẳng để ý thuốc đắng hay ngọt. Bây giờ nghe nhắc tới hắn mới cảm nhận ra vị đắng của thuốc. Đồng thời điều này làm hắn nhớ tới một bài thơ Mạc Khinh Vũ từng ngâm nga, nhất sinh bất khinh vũ, nhất vũ nhất sinh khố, kim sinh vi quân vũ, túng khố vũ nhất sinh, đáng ư? Sở Dương không thể kềm chế liền nhếch miệng. Đáng sao? Cái đắng này nếu đem so sánh với cái đắng mà Mạc Khinh Vũ ở kiếp trước phải mang theo trong lòng thì có được coi là đáng không? E rằng vạn ngàn lần đều không thể so sánh được. Ngươi, đúng là, trong lòng Đỗ Thế Tình càng lúc càng thưởng thức người thanh niên ở trước mặt sở dương quả nhiên là người trọng tình trọng nghĩa điều này khiến lão hài lòng vì mình quả không có nhìn lầm người chút nào chỉ vì cứu người mà hắn không để ý đến cảm nhận của bản thân đây mới chính là tinh thần hy sinh quên mình trong khi đó thiết bổ thiên lại theo đuổi một lối suy nghĩ khác nhược điểm lớn nhất của sở dương chính là vị tiểu cô nương này mà một khi kẻ địch đã biết được nhược điểm của hắn thì sẽ dẫn đến hậu hoạn vô cùng cho nên tin tức này cần phải giữ kín có điều là không biết vị tiểu cô nương này có lai lịch ra sao đỗ tiên sinh về việc hôm nay ngươi đã chữa trị cho vị tiểu cô nương này cô ra hy vọng bất kỳ một tin tức nhỏ nhoi nào cũng không được lọt ra ngoài thiết bổ thiên mỉm cười nhắc khéo đỗ thế tình khẽ giật mình rồi lập tức hiểu ra nên nhanh nhẩu đáp thái tử yên tâm chuyện này quyết sẽ không có thêm một người nào khác biết được sau một thời gian ngắn thì sắc mặt của mạc khinh vũ đã hồng hào hơn nhiều hô hấp cũng từ từ ổn định lại tựa hồ như đang ngủ say thấy vậy sở dương cũng cảm giác yên lòng hơn nhờ đó mà vị đắng nơi miệng cũng trở nên nhạt nhòa đi rất nhiều trái lại điều này đã khơi dậy sự tò mò nơi hắn đã đến đây thì cũng phải xem thử cái hoàng cung trong truyền thuyết này ra sao chứ đây chính là hoàng cung sao quả nhiên là nguy nga hoàng tráng phú quý xa hoa a sở dương một mặt ngắm nghĩa, mặt khác lại ra chiều hứng thú đánh giá nhưng ta lại cảm thấy nó điều hưu vắng lạnh làm sao ấy tất nhiên là hoang vắng rồi thiết bổ thiên thở dài một tiếng rồi giải thích để làm việc được thuận tiện hơn, cô gia đã không thường xuyên ở lại hoàng cung. Hơn nữa ta đã cho tất cả mọi người xuất cung hết, chỉ để lại một số cung nữ để chăm sóc phụ hoàng và làm công việc vệ sinh hàng ngày ở trong ngoài. Hiện tại ở Thiết Vân còn có trăm việc phải lo, muốn duy trì tất cả công việc trong hoàng cung thì cần phải có một khoản chi tiêu rất lớn. Sở Dương liền a à một tiếng như đã hiểu được, rồi thắc mắc hỏi, còn tiểu muội của ngươi thì sao? Ngươi không chăm lo cho nàng sao? Sở Dương nhớ rất rõ vào cái ngày ở tại Thiết Binh Các, thiếu nữ kia đã gọi Thiết Long Thành là nhị thúc. Hai tiếng nhị thúc, nếu xưng hô với bất cứ ai thì không có gì đáng nói nhưng gọi Thiết Long Thành thì quả thật không còn là tầm thường nữa. Lúc trước khi đến Thiết Vân thì Sở Dương còn chưa biết hết thành viên trong hoàng thất, nhưng sau khi vào bổ thiên các rồi thì mới biết trong gia quyến trực tiếp của hoàng thất chỉ có hai huynh đệ hoàng đế bệ hạ và Thiết Long Thành. Nếu nói như vậy thì người thiếu nữ kia nhất định là muội muội của Thiết Bổ Thiên, không sai vào đâu được tiểu muội của ta. Thiết Bổ Thiên có chút bất ngờ, trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia phức tạp nhưng rồi nét mặt lập tức thư giãn lại, điềm tĩnh nói, ngươi nói là tiểu nha đầu nghịch ngợm hay thích đi gây sự đó à? Ngươi đã gặp qua nàng rồi ư? Ân, nàng đã từng tới Thiên binh các. Sở Dương gật đầu đáp, tiểu nha đầu kia đúng là khiến người ta đau đầu mà. Thiết Bổ Thiên cười nhẹ, không có vẻ gì trách móc nói tiếp, bất quá tiểu nha đầu đó cũng thật đáng yêu. Sở Ngự tọa đột nhiên lại nhắc tới nàng. Ha ha, đừng nói với ta là sở ngự tọa đã động lòng với tiểu muội ta chứ. Không đợi sở dương giải thích, thiết bổ thiên cười rộ lên, sở ngự tọa là nhân trung chi long, nếu thật sự là có ý đó, thì cô ra sẽ không ngại vì sở ngự tọa mà làm bà Mai tác hợp nhân duyên a. À. Sở dương cười lớn vì hắn biết thiết bổ thiên đang nói đùa mà thôi, cho nên hắn mới trả lời, bản thân ta chỉ là một kẻ dân dã thì làm sao tương xứng với công chúa Điện Hạ. Ta quả thật chỉ là có chút hiếu kỳ vì lúc gặp công chúa Điện Hạ ở Thiết Vân, dường như nàng hơi có vẻ lén lút thần bí. Thiết Bổ Thiên chớp mắt như che giấu cảm xúc dâng trào trong lòng hắn, rồi kể, sự tồn tại của tiểu muội đúng ra là một bí mật không ai biết tới. Năm đó đại Triệu không ngừng phái người ám sát hết người trong hoàng thất chúng ta, cho nên vì để bảo vệ cho tiểu muội, mà chuyện công chúa ra đời không ai được biết tới. Sau đó, phụ hoàng lại bị thương nên cô gia càng không dám thông cáo thiên hạ. Nếu để kẻ thù biết rõ rồi gây hại đến nàng, thì một người ca ca như cô gia chẳng phải sẽ có lỗi với nàng sao? thiết bổ thiên bùi ngùi nói tiếp phận nữ nhi sinh trong gia đình đế vương đã là một sự bất hạnh sinh ra trong thời chiến loạn tranh quyền thì càng bi ai hơn nhân đình huyết mạch đế vương chúng ta đã vốn ít ỏi vậy mà hết lần này đến lần khác cứ gặp đại biến thật là họa vô đơn trí mà ta chỉ mong sao tiểu muội có thể bình bình an an sống một cuộc sống như một người bình thường che đậy thân phận của nàng cũng chỉ để phòng hờ bất chắc vạn nhất có một ngày thiết vân binh bại thì nàng cũng có thể giữ được tánh mạng mình dù chỉ là một người thường dân may danh ẩn tích đâu đó nhưng ít ra vẫn còn sống sót nói xong hắn nặng nề hít sâu một hơi như muốn chặn đứng xúc cảm đang dâng trào trong lòng sở dương sau một thời gian dài yên lặng ngẫm nghĩ thì cảm thấy trong lời nói của thiết bổ thiên dường như vẫn ẩn chứa điều gì đó nên mới nói đúng vậy sinh ra trong gia đình đế vương tuy có thể hưởng thụ những thứ mà người bình thường khó có được chẳng hạn như ăn ngon mặc đẹp vinh hoa phú quý nhưng ngược lại lúc nào bản thân cũng gặp phải áp lực khiến người cảm thấy nghẹt thở Muội muội của ngươi may mắn có được một người ca ca tốt, âu đó cũng là phước phận của nàng. Đỗ Thế Tình cũng bị không khí ảm đạm kia làm ảnh hưởng, liền không khỏi thở dài thương cảm. Từ trước đến giờ, nữ nhi sinh trong gia đình đế vương đều trở thành lễ vật ngoại giao giữa các nước, mà điển hình nhất chính là mối quan hệ hôn nhân chính trị. Không cần biết bản thân công chúa có thích hay không, tất cả đều được đem lợi ích của quốc gia ra mà cân đong đo đếm.